chén này là của ông tả này, Dương Võ. Bá mẫu, ủa, đến giờ cơm bá mẫu là đầu bếp chính mà, sao bá mẫu không vào bếp mà chuẩn bị? Sao bá mẫu ngồi đấy? À, chắc là bá mẫu đặt đồ ăn rồi, chút nữa người ta mang tới. À, đồ ăn cao lâu à? Dạ. Ở nhà của ta, ta đâu có phung phí dữ vậy. Mẹ của ta bây giờ chỉ ngồi hưởng phước thôi. Còn về chuyện bếp nốt trong nhà này, bây giờ đã có người khác làm thay rồi. À, phải rồi, bá mẫu hôm nay đã có dâu hiền rồi. Mà phải công nhận nha, đại tẩu á, cầm kỳ thi họa đã xuất chúng rồi, thì chắc chắn á, nấu ăn á, là phải ngon hơn người. Kỳ này ta với người á, là được ăn ké rồi đó. Bá mẫu, bây giờ bá mẫu chỉ đợi có cháu nữa thôi là đại hỷ đó nha. Đương nhiên là có chuyện đó rồi, nhưng mà phải từ từ, đúng không mẹ? Con ta nói đúng đó, để cho Ngọc Nhi nguôi ngoai nỗi đau buồn khi thân phụ mới vừa qua đời. Đồ ăn tới rồi. Nhìn đạo quá. Ôi, nhìn thật là ngon. Dương Võ, gấp đồ ăn cho văn tả đi. Dạ. Rồi, xin mời ông tả dùng cơm nha. Minh Hữu nhớ ông tả quá. Ta cũng vậy. Mất mát này không có gì bù đắp được. Thôi, đừng có buồn nữa. Mọi người cầm đũa ăn đi. Nguội đồ ăn hết bây giờ. Ngọc Nhi à, ta nhìn thấy nàng bày biện mâm cơm như thế này ngon miệng lắm. Cảm ơn nè. Wow, nhìn quá trời món lạ luôn sư huynh. Chưa ăn nhưng mà thấy cái mùi là đã thơm lừng rồi. Dương Võ, kỳ này ta với nhà ngươi đã bước sang một trang sách mới rồi đó nha. Chứ không phải giống như ngày xưa. Sáng cái cá chiên, chiều cái kiến cha. Kiến cha là món gì? Dạ cũng là cá chiên đó bá mẫu. Biết vậy, hồi đó trưa ta cho chén nước mắm, chiều ta cho chén mắm kho. Nhưng vậy cũng ngon mà mẹ. Dạ, mời mẹ, mời phu quân, mời mọi người dùng cơm. Ăn đi. Dạ, ăn cơm, dạ, ăn cơm. Dạ. Mọi người ăn đi. Nguội hết rồi kìa. Ngon. Con mời mẹ. Ngon quá. Nàng nêm nếm rất là vừa miệng với ta. Mọi người thấy thế nào? Ngon quá phải không? Ta biết mà. Nếu mà ngon á thì mọi người ăn tiếp đi. Nè, mẹ, ngon lắm mẹ. Dương Võ, đưa chén đây. Minh Hữu, ngon quá phải không? Ăn nhiều nha. Này, Dương Võ, ngươi sao vậy? Ngươi nói cái gì vậy? Uống đi, uống nước. Sao vậy? Ngon không? Dạ, dạ, dạ. Vậy thì ăn tiếp đi. Phu quân, ta rất thích cái món này. Phu quân ăn nhiều món này nha. Cảm ơn nè. Ba mẫu có sao không? Ta không sao hết. Ngon quá. Nè, nhìn đằng trung kìa. Bây giờ thức ăn á còn mặn như muối, ngọt như vậy. Đối với Trần Trung á vẫn là ngon. Dạ. Nhưng mà ta phải tính sao đây? À, chắc là mình cũng phải lấy cho đại nhân ly nước hả? Không phải, ta nói ta và nhà ngươi kìa. À, chắc là mình ăn cơm không đi ba mẫu. Vậy đi. Ngon quá mà phải không mẹ? Ngon ngon. À, ngon quá. Con mời mẹ. Mẹ ăn món này nữa nè mẹ. Tên Dương Võ này đi uống nước làm gì mà lâu dữ không biết nữa à. Nguyễn Sanh, Nguyễn Sanh, Nguyễn Sanh. Dân Kiều. Nguyễn Sanh, tôi muốn gặp ông. Ông hãy trả lời rõ ràng cho tôi chuyện đó là như thế nào. Ê các bạn kia, bà ở đâu chạy vô la sùm vậy? Đi ra chỗ khác đi. Tôi đi kiếm ông Nguyễn Sanh mà. Nguyễn Sanh. Dạ thưa lão gia, Có bà nhà quê nào tới đây gây rối, đòi gặp lão gia à? Gì đó? Chuyện gì mà ồn ào vậy nè? À, thì ra là Trần Tẩu. Dạ chào Tẩu. Dạ chẳng hay có chuyện chi mà Tẩu đến đây vậy? Tại sao ông lại nuốt lời hả? Sao? Ông lại quên lời hứa năm xưa với người anh em kết nghĩa hả? À, có phải vì chồng tôi qua đời, nhà tôi á, mẹ quá con côi, thất cơ lỡ giận, nên ông thấy cũng còn xứng đáng với gia thế của ông nữa phải không? Trần Tẩu à, từ từ, chuyện đâu còn có đó. Đừng có nặng lời. Tẩu nói cái gì? Lời hứa à? Thời xưa cái lúc mà hàng vi mà khi mà vui miệng thì hai gia đình có chỉ phúc giao hôn. Trời ơi, chuyện của hai đứa trẻ mà ông nói vậy hả? Là vui miệng hả? Ông nói gì mà ông nghe được sao? Tại sao tôi cậy mai mối lại dạm hỏi mà ông kiếm cớ ông đuổi đi chứ? Đừng có lớn tiếng như vậy Tẩu à. Dù sao đi nữa thì tôi cũng nể cái tình ngày xưa hai gia đình chúng ta thân thiết, mà tôi không chấp nê những lời nặng nề của Tẩu từ nãy đến giờ. Không? Thôi bây giờ như vậy, cái chuyện nhân duyên bên Trần Thanh, con trai của Tẩu, và Quỳnh Hoa, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, con gái của tôi, ngó qua ngó lại, tôi thấy cũng có cái gì đó nó không được ổn lắm. Bởi vì Trần Thanh nó ăn học chưa có nên người, công danh của nó cũng chưa có rõ ràng danh phận, không? Mà lập thê thì con cũng không có đặng. Tôi cũng đã nói hết với bà Mai rồi. Khi nào mà Trần Thanh đổ đạt đâu đó hẳn hoi thì hãy đến đây để bàn chuyện cưới xin. Ông biết rõ là nhà tôi khó khăn, nếu mà tôi cho nó lên kinh thành học đâu có dễ dàng được. Khó khăn? Thôi nếu Tẩu khó khăn thì tôi sẽ chu cấp cho nó. Hả? Hàng tháng thì Tẩu cứ kêu nó đến nhà tôi, đến dinh của tôi đi, rồi tôi sẽ cho gia nhân cấp bạc cho nó. Ông Sanh à, tôi đến đây không phải là kể khó để mong được lợi lộc tiền bạc của ông, mà tôi muốn nhắc ông là ông nhớ những gì ông nói trước đây. Nếu những gì mà ông nói ngoài miệng á, ông quên hết rồi, thì tôi nhắc lại cũng bằng thừa. Nhưng mà có vật này nè, ông nhìn đi, chắc vật này ông không quên phải không? Cây trâm mà. Đây là tính vật năm xưa ông đưa cho vợ chồng tôi. Đáp lại vợ chồng tôi đã trao cho ông một chiếc vòng ngọc để làm tính vật giao hôn. Chắc ông không quên chứ? Phiền hà. Đúng là phiền hà quá. Nhưng mà Tẩu nhắc tôi nhớ, đúng là lúc đó hai gia đình có nói về chuyện của hai đứa trẻ, nhưng mà tôi nhắc lại để cho Tẩu nhớ rằng tôi không nuốt lời đối với một người bạn thân thích năm xưa đã quá cố. Không, chỉ có điều như thế này, nếu Tẩu là tôi, Tẩu sẽ xử như thế nào? Khi mà chỉ có một đứa con gái thôi, muốn gả vô cái nhà nào thì cũng phải coi cái nhà đó có tương xứng, môn đăng, hộ đối, đúng không? Bởi vì dù sao nó cũng là cành vàng lá ngọc mà. Cái chuyện mà tìm cho nó một tấm chồng cũng phải cân nhắc, cũng phải xứng danh xứng phận với nó chứ. Tôi chỉ muốn thằng Trần Thanh, con của Tẩu á, nó có chi lớn, dồi mài kinh sử, để sau này á nên danh nên phận với thiên hạ, thì lúc đó nói đến chuyện lập thê thì đó cũng không có muộn. Những gì mà tôi muốn nói tôi cũng đã nói cạn lời với bà rồi. Còn quyết định như thế nào thì tùy Trần Tẩu và Trần Thanh. Về nhân. Dạ. Tiễn khách. Dạ. Nguyễn Sanh, ông Nguyễn Sanh, sao ông nỡ đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ? Bà làm ơn, bà về giùm đi, bà đừng có đứng ở đây la sùm nữa, xóm diệt bu lại, tội nghiệp con lắm. Nguyễn bà Sanh ơi, bà về giùm đi, bà đứng ở đây la sùm, xóm diệt bu lại kìa vậy. Nguyễn Sanh, về giùm đi. Sao bá mẫu lại ở đây? Nè, ngươi làm cái gì mà ăn hiếp bá mẫu của ta vậy hả? Người nhà hả? Đưa bà về giùm đi. Ở đâu tự nhiên cái chạy tới la sùm ở đây hết trơn á. Đưa bà về giùm đi. Về đi. Đi đi. Bá mẫu. Nhận bằng. Dạ. Con ở đây rồi Trần Thanh đâu? Trời ơi, con với Quỳnh ấy mới đi học về, Không thấy ba mẫu ở đâu hết, tưởng ba mẫu ở ngoài chợ, té ra là ở đây. Ba mẫu, con khuyên ba mẫu nên về đi. Đây là nhà của ông bá hộ, ông ta giàu có, coi người nghèo chúng ta không có ra cái gì đâu. Ba mẫu coi đây khóc lóc, có nói đi nói lại thì cũng không có được cái gì hết. Về đi ba mẫu. Ê, kìa ba mẫu, ba mẫu sao vậy? Trời ơi, tội thân bá mẫu. Ông Lăng ơi, bạn ông trở mặt rồi, ông ta nuốt lời rồi. Con trai mình khổ quá ông ơi. Ông ơi. Mẹ. Ông ơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ ráng ăn miếng cháo cho khỏe đi mẹ. Mẹ. Tội nghiệp cho bá mẫu quá mà. Có lẽ mê sảng cho nên mơ thấy phụ thân của huynh, rồi than thở trách móc nhà họ Nguyễn kia chứ gì. Thật lòng nhìn bá mẫu lâm bệnh như vậy, lòng của tôi xấu sang đau buồn lắm. Tại huynh không thấy thôi, chứ huynh mà thấy cái cảnh bọn gia nhân nhà họ Nguyễn đó xô đẩy hất hủi mẹ huynh á, tôi nói thật, suốt đời không bao giờ huynh quên được đâu. Tôi không biết. Mẹ tôi đi tới Nguyễn Gia Trang, nếu biết được thì tôi đã cản rồi. Sao lại cản? Huynh phải tới đó ba mặt một lời, làm cho ra lẽ chứ. Chẳng lẽ nhà giàu là được quyền thất hứa, là được quyền bội tính hay sao? Chuyện chị Phúc giao hôn là một tục lệ lâu đời, nhưng ta cũng không nên quá câu nệ. Tôi không cảm thấy bức xúc gì lắm, chỉ là tội nghiệp cho mẹ tôi. Bao năm nay ôm ấp ý định thực hiện lời hứa cưới Quỳnh Hoa về cho tôi. Quỳnh hiền quá, lẽ ra họ trở mặt như vậy Quỳnh phải thưa lên quan để cho quan xử. Tính vật thì Quỳnh còn giữ mà, phải đi kiện đi Quỳnh. Thôi, thưa kiện gì, giờ tôi chỉ lo bệnh tình cho mẹ thôi. Dạ lại, chuyện có hay ho gì đâu, làm lớn ra thì xấu mặt ở đôi bên. Ê, tóm lại là huynh vẫn còn sĩ diện hảo lắm, chứ còn tôi á nha, là tôi phải thưa ông ấy, thưa cho tới cùng. Tránh ra, tránh ra, mọi người tránh ra. Tránh ra gì vậy bà ơi? Thôi tránh hoàng bông đi. Ê, dừng kéo. Ê, cái đống củi vô tri vô giác này mà nó cũng biết chặn đường những kẻ không ra gì, đổ kênh ra hết. Ê, tên kia, thấy kiểu sao không tránh đường, làm đổ củi rồi còn lảm nhảm cái gì đó. Nè, tại sao ta phải tránh đường? Đường này là của các ngươi à? Nếu như ngươi không làm đổ củi ở đây á thì đâu có choáng đường kiểu của ta đi. Tránh ra đi. Ê, nè, ta nói cho ngươi biết, chắc tài củi của ta không có mắt, cho nên mới đổ cền ra như vậy. Nhưng mà nó còn hơn khối người kia. Mặt thì mặt người, dạ thì dạ thú, bội tính, khinh người. Gia nhân. Dạ. Chuyện gì đó? Dạ bẩm lão gia. À, thì ra là cái tên này cùng một ruột với cái lũ khô rách áo ôm kia à. À, bọn trọc phú hợm hỉnh, một chữ thánh hiền cũng không vô nổi trong đầu. Tên kia, người nay trọc phú hả? Ta với ngươi là người làm kẻ ở không à? Ngươi biết ta nói ai mà? Tên học trò công cuồng kia, ngươi dám ám chỉ ta sao? Khắp cả cái vùng này, ai gặp ta cũng đều phải cúi đầu kính nể. Vậy mà ngươi đổ củi ra để ngán được kiều của ta, vậy mà dám bu lời xúc phạm ta sao? Hả? Ông mà cũng đáng được ta kính nể sao? Phàm ở đời phải giữ chữ tín, đối với ta, ngươi mà bất tín không đáng một xu. Tên này lão quá, kẻ thù lão gia, phải dạy cho nó một bài học mới được. Dạy một bài học hả? Nè, ta không sợ những kẻ như các ngươi đâu, làm những việc sai trái, bất nhân bất nghĩa thì sợ gì mà đời chê bai chứ hả? Giả nhân, căng nó ra, giả miệng nó, cho đến khi nào nó hết nói bậy, nó hết chửi bậy thì thôi. Dạ. Đi. Nè, các người làm gì vậy? Làm gì vậy? Nè, buông ta ra, xuống. Buông ta ra, buông ta ra. Đúng là cường hào ác bá mà. Nghĩ có tiền muốn thay trắng đổi đen hả? Làm người trái với nghĩa, trái với đời, ta sẽ chửi cho mọi người trong thiên hạ biết. Vậy nhân. Dạ. Mày, mày lao này, lao này, trộn đi, lao này. Ôi. Là ai? Kêu quan chuyện gì? Tôi muốn kêu quan cho hiền hữu của tôi là Trần Thanh. Tên kia, ngươi có nỗi quan ước gì? Nói cho ta nghe. Dạ, tiểu nhân Trần Thanh muốn... Dạ, muốn đến đây để giống trống kêu quan. Số là trước đây phụ thân cùng với bá hộ Nguyễn Sanh là chỗ bằng hữu. Hai người đã từng là bạn thân. Khi tiểu nhân còn nằm trong bụng mẹ thì hai gia đình đã có hẹn ước chị Phúc giao hôn với con gái của ông ta. Nhưng sau này vì gia đình thân phận thấp hèn nên bá hộ Nguyễn Sanh đã bội ước, không chịu gả con gái cho tiểu nhân. Trần Thanh, ngươi là học trò, ta nghĩ chữ thánh hiền ngươi không thiếu. Nhưng sao lời trình bày của ngươi không rõ ràng mạch lạc gì hết vậy? Nói tóm lại là ngươi đến đây muốn kiện ông bá hộ Nguyễn Sanh và muốn vào nhà đó để làm con rể, có đúng như vậy không? Dạ không phải đại nhân. Học trò không muốn kiện ai hết. Vậy thì ngươi có nỗi oan ức gì? Dạ, nói đi, bẩm báo đi. Dạ thưa đại nhân, do hai nhà Trần Nguyễn xưa kia có chị Phúc giao hôn cho học trò và con gái của ông ta là Nguyễn tiểu thư. Nhưng nay thì... À mà không, bá hộ Nguyễn Sanh muốn là học trò công danh đỗ đạt, nhưng mẫu thân của học trò thì không đồng ý, cho nên bá hộ bèn... Đó là chuyện riêng của hai nhà. Ta hỏi, nhà họ Nguyễn có bội bạc với ngươi hay không? Hay là họ chỉ hẹn tới khi nào thích hợp? Dạ thưa, họ hẹn. Vậy thì ngươi đến đây kiện cáo kêu quan cái gì? Dạ thưa, tiểu nhân không có ý đó. Dạ đại nhân cho phép tiểu nhân được lui. Trần Thanh. Dạ. Đây là công đường, không phải nơi để cho nhà ngươi chơi cút bắt. Trần đại nhân thăng đường cũng không phải để cho nhà ngươi nói chuyện vòng do tam quốc. Dạ. Trần Thanh, không có gì mà ngươi đến đây giống trống kêu quan, chẳng khác nào người phá rối, làm mất thời gian của bổn quan. Nếu như ta bỏ qua chuyện này thì nó sẽ trở thành tiền lệ, mọi người sẽ không coi phép tắc ra gì. Lính đâu, phải giải hắn ra, đánh cho hắn nắm heo. Xin đại nhân bất giận, xin đại nhân bất giận, xin đại nhân bất giận. Xin đại nhân hãy khoan dung cho Trần Thanh. Huynh ấy chỉ có một tội duy nhất là hiền lành và nhút nhát thôi à. Ngươi là ai? Bẩm đại nhân, tôi là Nguyễn Bằng, đồng môn với lại Trần Thanh. Trước hoàn cảnh nghiệt ngã mà mẹ con của huynh ấy gặp phải, tôi không thể nào mà cam tâm được, cho nên chính tôi là người đã đánh trống kêu quan thay huynh ấy. Nếu như đại quan có phạt thì hãy phạt tôi đi. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta cũng có một chút quan tâm. Vì sao ngươi được cho là quan sai, không đánh trống kêu quan mà lại nhờ đến ngươi? Dạ thưa ngài, việc nhà họ Nguyễn kiếm cớ thoái thác nhằm bội tính, dứt bỏ lời hứa chị Phúc gia hôn năm xưa đã khiến cho mẫu thân của huynh ấy vì nhục nhã và đau khổ cho nên lâm bệnh ngặt nghèo. Còn Trần Thanh, huynh ấy không muốn liên lụy tới tiểu thư Quỳnh Hoa, lẽ ra là người trở thành thê tử của huynh ấy sau này, nên huynh ấy đã tính hy sinh chịu thiệt về phần mình. Tiểu nhân tuy là người ngoài nhưng mà nhìn tới sự hống hách và kiêu ngạo của lão Sanh mà bất bình, cho nên có chút diệu chuyện. Thử hỏi mọi người ở đây nhìn thấy cảnh vật vã than khóc đến mê sản vì không làm tròn bổn phận của một người mẹ, hỏi mọi người có ai mà khoanh tay đứng nhìn được không? Ý của ngươi là? Thưa ngài, nếu như lão Nguyễn Sanh muốn nuốt lời thì ông ấy cứ ba mặt một lời mà nói. Đằng này cứ mượn cớ quản binh rồi còn sỉ nhục vợ quá con côi của bạn cũ, thật không xứng đáng là một trượng phu. Xin đại nhân hãy cho mời ông ta đến đây xét xử. À, nhưng mà không cần đâu, cứ để tôi. Trần Thanh, ta cũng có chút thông cảm với người. Lời của Nguyễn Bằng rất có nghĩa khí, ngươi thật may mắn khi có được một người bạn hiền như vậy. Thôi được, bây giờ hai ngươi hãy về đi, việc này ta sẽ tìm hiểu thêm rồi sẽ cho mời hai bên đến đây để đốt chất với nhau. Đội ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phải được. Đúng là hoàn cảnh của Trần Thanh khó xử quá. Nhưng mà không biết giữa tiểu thơ Quỳnh Hoa và Trần Thanh có tình ý gì với nhau hay không? Theo thiết nghĩ là có, cho nên Trần Thanh mới ngập ngừng không muốn đem chuyện này ra cửa quan. Có lẽ là do bạn của Trần Thanh bất bình cho nên can thiệp, gây áp lực cho Trần Thanh kiện cáo. Nghe nói ba mẹ vì chuyện lật lộn này mà đã sanh ra bệnh rất nặng. Thật tội nghiệp cho bà ấy quá. Phu quân, thôi thì phu quân cứ tìm hiểu thử xem sao, bác lão bác hộ phải cư xử sao cho tế nhị, đừng có làm tổn thương người thất cơ lỡ giận hơn mình chứ. Ta biết rồi. À, ta tính ngày mai sẽ đến nhà họ Trần, nàng đi với ta nhé. Đại nhân ghé tệ xá gặp tôi như vậy. Trần Thanh, sao con tệ vậy? Con làm phiền đại nhân vậy con? À, kìa bá mẫu, bộ Trần Thanh không nói cho bá mẫu hay mọi chuyện là do Nhuận Bằng kêu quan hay sao? Dạ thưa, tại mẫu thân bệnh nên tiểu nhân chưa có dịp để giải bài. À, ta nghe nói bà bị bệnh nặng vì hôn nhân bất thành của con trai mình. Ta nghe mà cũng thấy bất mãn. Thưa đại nhân, tôi giận là mình không bảo vệ được con trai của mình. Tôi tủi thân vì cha nó qua đời quá sớm, nên cảnh nhà không được đủ đầy để người ta khinh, chứ tôi đâu có định kiện cáo nhà họ đâu. Trần bá mẫu đúng thật là một người độ lượng. Ông bá hộ Nguyễn Sanh nghĩ cũng thật tệ. Dù sao trước đây hai bên gia đình cũng qua lại thân thiết với nhau. Dạ, cho nên mới có chị phúc giao hôn. Nay sao đành lòng đối xử tệ bạc với gia đình của bà như vậy? Vậy Trần đại nhân hãy giúp bá mẫu và Trần Thanh đòi lại công bằng. Bá mẫu xin người cứ yên tâm. Dạ đội ơn quan. Dạ đội ơn đại nhân. Ngọc Nhi à, lúc nãy vì sao chưa hỏi ý kiến của ta, sao nàng lại quyết định nhanh như vậy? Chúng ta chỉ mới nghe ý kiến từ một phía thôi mà. Ý phu quân nói là chúng ta cần tìm hiểu bên nhà bá hộ Nguyễn Sanh sao? Ừ, đúng vậy. Có cơ hội rồi kìa. Tránh đường, tránh đường. Cái lũ dân quê này tên nặng lắm này giờ đây. Cha mẹ chịu chịu của lão cha ta. Đừng có bên kia. Ui, đúng là khinh người mà. Để ra coi. Coi kìa, coi kìa. Đúng là mắc lối mà. Tránh ra, tránh đường coi. Tránh Tránh ra Vậy hả? Trời ơi, cậu làm hư cải của tôi hết rồi. Trời ơi, cả gia đình của tôi trông chờ vào thúng cải này. Bây giờ mấy người làm như vậy tôi phải làm sao đây? Đền cho tôi đi, đền cho tôi đi. Đền đi. Làm cái gì vậy? Đền cho tôi. Bà không bỏ được có trách tôi đánh đâu bà đâu. Tôi không bỏ. Bỏ tôi ra. Hết rồi, mấy người thường cho tôi đi. Thương nè, bỏ tôi ra. Hiếp giật cái gì đó hả? Dạ. Làm hư cải của tôi hết rồi. Nè, bố thí cho chúng ta, hiểu tránh đường đi, đừng làm ẩn kiệu. Anh ra chỗ khác đi. Rồi chị Quy đi. Dạ. Đi. Anh ra chỗ khác. Để được cho lão gia đi coi. Nhân nói đúng. Ta phải đem vụ này ra xét xử để lấy lại công bằng cho những người thương cô thế cùng. Ông Nguyễn Sanh, tính vật của nhà họ Trần vẫn còn lưu giữ. Dạ. Có dấu tích rành rành của bên họ Nguyễn nhà ông. Dạ. Ông nói gì về chuyện chị Phúc giao hôn năm xưa? Chuyện đó có hay không? Dạ bẩm Trần đại nhân, dạ cái chuyện hồi xưa, dạ qua lâu lắm rồi. Qua lâu lắm rồi nghĩa là sao? Không có nghĩa là ông đã quên rồi chứ? Dạ bẩm Trần đại nhân, dạ không có quên. Nhưng mà dạ hồi đó tại hai người còn trẻ, dạ rất là trẻ, dạ đang cao hứng cái chuyện cùng có con đầu lòng sắp chào đời, cho nên đó là... Ta chỉ muốn hỏi ông có tự nguyện cùng với ông Trần Lăng, Quả Cố, chị Phúc giao hôn hay không? Dạ thưa, dạ bẩm, dạ... Có hay không? Dạ có. Ý ông thế nào? Khi giờ đây hai trẻ đã đủ tuổi lớn. Dạ bẩm Trần đại nhân, dạ chuyện đó giờ dạ nó cũng khó nói lắm. Khó nói là sao? Ngay chỉ phút giao hôn giữa ông và người nhà họ Trần thân tình như người một nhà, bằng vai phải lứa. Dạ. Ông thì may mắn tạo dựng được sự nghiệp, còn nhà họ Trần thì xa cơ thất thế. Phải chăng đây chính là lý do mà ông buông lời miệt thị và bội tính? Dạ bẩm Trần đại nhân, dạ nói vậy quan cho tôi quá. Dạ tôi đâu có miệt thị, tôi đâu có bội tính gì đâu. Dạ. Dạ. Lúc ông ta mất ở trên kinh thành, không có tiền đưa về quê để chôn cất, thì chính tôi xuất tiền để đưa về quê chôn cất đâu đó đàng hoàng. Dạ tôi đâu có tiếc tiền tiếc bạc với bạn bè đâu. Dạ cái lúc mà hai mẹ con mới về quê, dạ tôi còn lo nơi ăn trốn ở cho đàng hoàng. Dạ không tin, dạ quan hỏi hai mẹ con thử coi. Bà Trần, những gì mà ông bá hộ Sanh nói có đúng hay không? Dạ bẩm quan, thành tình đó của ông bá hộ không bao giờ tôi quên ơn. Thì đó, sao tự nhiên giờ bà thúi con bà đi thưa tôi? Có phải ăn cháo đáy bát không? Bội tình bội nghĩa không? Hừ. Hay là thấy tôi có tiền sang rồi bắt quà làm họ? Ông bá hộ Sanh, ông phải cẩn trọng lời nói trước công đường. Ông không có quyền lớn tiếng thóa mạ trước mặt quan huyện Trần Trung. Dạ. Giả lại huyện quan đang hỏi về người vụ tờ chỉ phúc giao hôn, ông nên nói vào vấn đề chính này. Dạ bẩm Trần đại nhân, dạ cái vụ mà tôi từ chối dạ bà Trần đưa mai mối qua hỏi con gái tôi là tại vì dạ con gái tôi thật tình nó còn nhỏ quá, mà Trần Thanh thì chưa có công danh sự nghiệp gì. Dạ bây giờ cho hai đứa nó cưới nhau dạ vội vàng quá. Dạ dạ bẩm Trần đại nhân, dạ tôi có nói là tôi cho tiền để mà Trần Thanh nó ăn học, tôi đâu có bội tính gì đâu. Dạ mà tôi có đưa ra một điều kiện là khi nào mà Trần Thanh mà nó đậu trạng nguyên á, dạ tôi sẽ cho kiệu đưa con gái tôi qua. Dạ Trần Thanh khỏi phải đi rước đi đón gì hết trơn á. Dạ đó, đúng không? Sự học là cả đời, phấn đấu cả đời. Trần Thanh đây là người có tư chất, ta tin là sau khi yên bề gia thất, y sẽ còn tiếp tục rèn luyện, sẽ tiến xa hơn. Nhưng trong tờ chỉ phúc giao hôn ghi rõ liền khi hai trẻ đã đủ tuổi cập kê sẽ tiến hành hôn lễ. Yeah. Nhưng tại sao ông bá hộ Nguyễn Sanh lại không thực hiện đúng như tờ chỉ phúc giao hôn đó, mà lại cắt cớ ra điều kiện Trần Thanh phải bản hổ địa danh thì mới chịu cho rước dâu? Dạ bẩm Trần Đại Nhân, dạ thì tôi cũng phải thức thời, dạ tôi cũng phải thay đổi cho nó hợp với thời buổi bây giờ. Dạ. Nếu đã giao ước từ trước, muốn thay đổi thì phải có sự đồng ý của hai bên. Như vậy những gì giao ước thay đổi mới thực thi được. Dạ dạ tôi cũng nghĩ như vậy đó, tôi cũng nghĩ giống như Trần Đại Nhân. Nhưng mà ông Trần ông đã chết rồi, thì dạ bây giờ làm sao có ai mà thương lượng. Nếu mà như vậy á thì ông cứ việc làm theo đúng như lời giao ước cũ. Sau khi mà Trần Thanh làm rể nhà ông xuất tiền cho ăn học. Như vậy thì càng đúng với danh phận trong nhà mình. Tôi nói như vậy có hợp tình hợp lý không ông Nguyễn Sanh? Dạ. Dạ quan dạy dạy rất là chí tình chí lý. Vậy thì ông hãy làm theo, cho hai nhà thuận hòa viên mãn. Ta kết thúc vụ án ở đây. Dạ bẩm Đại Nhân. Dạ tôi sẵn sàng làm theo chỉ phúc gia hôn. Dạ sẵn sàng làm theo lời dạy của ngài. Dạ chỉ xin ngài dạ cho tôi một ý nhỏ. Dạ tôi sẵn sàng gả con gái Quỳnh Hoa của tôi cho Trần Thanh. Dạ nhưng mà chỉ xin nhà trai á hãy chuẩn bị đầy đủ mâm quả theo lời thách cưới của nhà gái á. Dạ. Điều đó thì lẽ tất nhiên rồi. Thì hai bên cứ ngồi lại với nhau, bàn tính rồi thỏa thuận. Dạ bẩm quan, ba mặt một lời. Dạ xin Trần Đại Nhân, dạ hãy làm chứng giùm tôi. Dạ đằng nào con gái Quỳnh Hoa của tôi cũng là tiểu thơ khuê cát. Dạ bẩm quan, dạ đàn trai muốn đàn gái chấp thuận thì phải đi dạm hỏi dạ đầy đủ lễ vật, dạ là 100 lạng vàng thì tôi mới chịu gả. Vậy là khỏi lấy vợ lép người ta rồi. 100 lạng vàng? Bộ muốn giết người ta hả? Thật là quá đáng. Nè, tháng sau có ngày lành tháng tốt, hãy mau đem nộp đủ lễ vật đi. Nếu không thì đừng có trách ta sao mà quên lời bội ước, nghe chưa? Mẹ sao vậy mẹ? Trần Thanh, tạm thời ngươi hãy đưa mẹ ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi mẹ ngươi tỉnh rồi qua nhà ông bá Hộ Sanh mà ngồi thương lượng với nhau. Dạ đa tạ Đại Nhân. Mẹ. Mẹ. Dạ phẩm quan, xin cáo là cáo già mà cáo. Mình đi thôi mẹ, đi thôi. Về thôi bá mẫu. Tưởng làm khó được ta. Dạ. Tưởng đũa móc mà chồi mâm son. Dạ. Nó tưởng ra trước cửa quan là nó thắng ta chắc. Con công nhận ông bản lĩnh thiệt. Đến Quang Trung còn thua. Không ai ép được lão gia. Chứ sao nữa, nó tính đòi lấy con gái vàng gái ngọc của ta sao? Hả? Nó có 100 lạng vàng à? Hả? 1 lạng vàng cầm trong tay nó còn không có. Dạ. Cha, cha vừa nói điều gì vậy? Điều gì là điều gì? Hả? Con biết cái gì mà hỏi chứ? Hả? Chuyện chỉ phúc giao hôn là chuyện cha và mẹ nói với con ngay từ khi còn nhỏ. Ngay từ lúc đó, con đã có một suy nghĩ lớn lên. Con chắc chắn sẽ là con dâu dòng họ Trần. Bây giờ, cha không đồng ý, còn làm khó họ như vậy, thì con phải biết sống sao đây? Cha làm tất cả những chuyện này là cũng vì con đó. Con gái yêu quý của cha, sao con lại trách cha? Hả? Nay mai con về làm dâu nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng. Tới chừng đó con muốn cảm tạ cha cũng chưa muộn. Cha nói cái gì? Cái gì mà làm dâu nhà người ta? Sẵn đây cha cũng nói cho con biết ha. Quan Thượng Thư đã cậy người đánh tiếng hỏi con cho con trai của ngài ha. Đúng là có nằm mơ, cha cũng không thể tưởng tượng sẽ có ngày cha sẽ được làm xuôi với nhà họ. Nghe cha nói cho rõ đây, con sẽ làm dâu nhà Quan Thượng Thư thôi. Đến lúc đó không chỉ một mình con sung sướng tấm thân, mà ta đây cũng nở mặt nở mày, vì ta không ngờ rằng mình được ngồi ngang hàng với một bậc đại thần trong triều đình như vậy. Nhưng còn lại hôn ước với bá mẫu, còn hôn lễ của con với Trần Thanh thì sao? Cha biết chắc chắn là làm sao nó tìm ra được 100 lạng vàng theo lời thách cưới chứ. Hả? Tới chừng đó, mẹ con của nó sẽ tự lượng sức mình, tự biết thân mà rút lui, mà không dám hé với cha nửa lời kìa. Thứ đồ đĩa mà đòi đeo chân hạt, không biết lượng sức mình gì hết. Chào các con. Chào mẹ. Dạ. Chào buổi sáng đại nhân. Xin chào buổi sáng ba mẫu. Chào mọi người. Như vậy là mọi người đã đông đủ ở nhà ăn rồi. Sáng nay Ngọc Nhi đã dậy sớm, thức thiệt là sớm. Dạ. Để chuẩn bị món ăn sáng cho mọi người đó. Món ăn sáng ngày hôm nay đó chính là cháo nóng rất là ngon. Hả? Cháo nóng? Chi mà mắc công vậy con? Ở đây thì mọi người ai cũng có việc riêng mà. Nè, người thì đi đằng đông, người thì đi đằng tây, người thì đi đằng nam. Thôi, để mọi người tự ăn uống đi con. Đúng rồi đó đại nhân. Công việc mà đại nhân giao cho Minh Hữu cũng chưa có làm xong. Minh Hữu phải đi liền đây. Sư huynh, để cũng đi cùng sư huynh luôn. Từ từ khoan đã. Kìa mọi người, muốn làm gì thì cũng phải ăn uống vô cho có sức khỏe thì mới có sức làm việc chứ, đúng không? Mọi người đi đằng đông, đằng tây, đằng nam, rồi nồi cháo nóng ai ăn? Mà mọi người đi đâu sớm vậy? Ngọc Nhi nấu gần xong rồi. Gần xong rồi đó. Thôi con à, từ từ nấu đi con. Mọi người chưa có ai đói đâu, đúng không? Mọi người chưa ai đói hết phải không? Chưa có đói. Con đói. À, con đói hả? Con đói thì một lát con ăn với vợ con đi nghe. À, con à, cái vụ ở công đường ngày hôm qua, ý con sao? Con mời mẹ ngồi. Mẹ, rõ ràng là nhà họ Nguyễn làm khó nhà họ Trần. Ai cũng đều thấy như vậy hết. Nhưng mà về lý thì họ có quyền. Ông Nguyễn Sanh này á, thật ra Ngọc Nhi không mấy cảm tình. Hai nhà đi lại với nhau đã bấy lâu nay rồi, tự nhiên bây giờ trở quẻ. Làm như vậy á là xúc phạm nặng nề đến họ Trần. Mẹ nghĩ là ông Nguyễn Sanh á không đến nỗi đoạn tình như vậy đâu. Bằng chứng là khi ông Trần Lăng qua đời thì ông Nguyễn Sanh vẫn giúp đỡ mẹ quá con coi mà. Bởi vậy ông Nguyễn Sanh bắt Trần Thanh đỗ đạt mới cho cưới. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Ai mà không biết học tài thi phận. Không lẽ thi rớt cái mất vợ luôn sao? Nhưng mà nói cho cùng á thì đó cũng là một ý tốt. Ông Nguyễn Sanh làm như vậy đó là chẳng qua muốn khích Trần Thanh để thi cử đỗ đạt thì sao? Bậc làm cha mẹ thì mấy người phải thông cảm chứ. Không có đâu ba mẫu. Nếu mà muốn khích lệ thì đâu thể nào thách cưới tới 100 lạng vàng như vậy. Mà nói gì thì nói, thấy cái người tên Nguyễn Bằng á, tội thì chứ, đúng kiểu quân tử nghĩa khí luôn á. Nghe nói anh ta đã từng bị lão Nguyễn Sanh sai gia nhân đánh cho một trận vì cái tội binh vực Trần Thanh, nói xóc lão. Hiền hữu là như vậy mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Mọi người ăn cháo đi. Bây giờ Minh Hữu đi đâu? Cảm ơn ba mẫu. Minh Hữu phải đi đằng đông. Dạ Dương Võ đi đằng tây. Ý chết ta không nhớ là ta phải đi đằng nam. Thôi ta đi đây. Đi đây. Chào đại nhân. Con nồi cháo này ai ăn? Nếu mọi người bận đến như vậy á thì Ngọc Nhi sẽ hôm lại đợi mọi người về ăn nha. Thôi. Không sao đâu. Nàng ngồi xuống đi. Ta với nàng cùng ăn cháo nóng. Dạ. Trần Thanh, bá mẫu đỡ chưa? Tôi mang thuốc tới cho người nè. Đa tạ huynh. Mẹ ta vừa cụ thiếp đi. Thu thật, lòng dạ ta mấy ngày nay rối bời. Mai mà có huynh đã động viên nâng đỡ một bên. Thôi, chuyện đó mà cũng nói nữa, thiệt là tức quá mà. Nghĩ cái tên trọc phú đó đưa ra những cái yêu cầu láo xược. Lúc đó tôi chỉ muốn túm cổ hắn, đánh cho hắn một trận. Đúng là đồ cái thứ không có ra cái gì hết, khinh người quá mà. Nè Quỳnh nói nhỏ thôi, kẻo mẹ ta nghe, thức dậy rồi buồn rầu thêm nữa. Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi đối thiệt với Quỳnh nha, tôi càng nghĩ tôi càng tức. Cái chuyện thôi. Ủa Quỳnh, hình như ai như tiểu thư tới kìa phải không? Quỳnh Hoa, hai người tới đây có chuyện gì? Trần Thanh, thiếp nghe tin bá mẫu lâm trọng bệnh. cho nên mang mấy thang thuốc bổ, xin chàng nhận giùm. Đa tạ nàng. Mời nàng vào nhà. Mời nàng ngồi. Dạ. Chẳng hay bá mẫu... mẹ ta đã ngủ rồi. Nàng cũng không cần vào trong đâu. Quỳnh Hoa, ý của phụ thân nàng chẳng lẽ nàng không hiểu? Nàng còn đến đây làm gì? Để cho phiền hạ đôi bên. Trần Thanh, thiếp và chàng cũng lớn lên bên nhau. Đến tuổi cập kê, do hoàn cảnh mình trở nên xa cách, nhưng đã từ rất lâu rồi. Thiếp coi bá mẫu như là gia mẫu tương lai của mình, một lòng kính trọng. Trước như thế nào thì sau này vẫn vậy, không thay đổi. Quỳnh Hoa, ta biết nàng là người chân tình hiếu nghĩa, nhưng hoàn cảnh hiện tại của mẹ con ta, thôi thì chuyện chỉ phúc giao hôn ngày xưa của song thân, nếu bây giờ không thuận, nàng cũng đừng có chấp mê mà thành đứa con bất hiếu. Trần Thanh, nàng hãy dậy đi, kẻo thân phụ trong. Chàng đã có ý chê trách thiếp hả? Nàng đừng có nghĩ như vậy. Ta lúc nào cũng tôn quý nàng hết. Phụ thân chỉ nhất thời hồ đồ, bày ra chuyện xính lễ mà chia cách đôi ta. Thiếp vì chuyện này mà gây với người, nhưng phận làm con, thiếp nào dám trái lời. Xin chàng gửi lời xin lỗi đến bá mẫu. Thân phụ vì nóng vội mà làm tổn thương đến người. Nhưng chuyện này đâu phải là lỗi của nàng, chỉ là vì chúng ta không có duyên phận. Không, thiếp không tin. Nhất định chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau. Còn chuyện sánh lễ, xin chàng đừng lo, cũng đừng bận tâm gì hết. Thiếp sẽ lo liệu. Thể nữ. Dạ. Chúng ta ra ngoài lâu rồi, về thôi em. Dạ. Đây là thể nữ, cô hầu tinh cẩn của thiếp. Sau này có chuyện gì liên lạc sẽ đều nhờ đến nó. Đa tạ thể nữ. Quỳnh Hoa, ta đột ngột quá nên không biết xử trí thế nào. Chàng đừng lo, thiếp sẽ xử lý nhanh và kín đáo chuyện này. Xin cáo từ, mình về thôi em. Dạ. Tiểu thư Quỳnh Hoa đúng là người tài sắc vẹn toàn. Quỳnh thật là người có phước. Nghĩ cũng lạ ha, cây độc như vậy mà sinh ra được trái ngọt. Chúc mừng huynh. Huynh chúc mừng cái gì? Bây giờ lòng dạ tôi vẫn rối bời đây nè. Để cha biểu. Con vừa đi đâu vậy? Dạ thưa cha, con có chút việc ra ngoài cùng với thể nữ à. Việc gì? Một tiểu thư khuê các như con, có việc gì cần sai con hầu nó đi. Tại sao phải thân chinh như vậy chứ? Hả? Việc gì? Nói. Cha đến nhà hội Trần nữa phải không? Dạ đúng thưa cha. Má mẫu vì người mà lâm trọng bệnh, con không qua thăm, sao phải đạo dâu con sau này? Ai cho phép con làm dâu nhà đó mà lại nói như vậy chứ? Chính song thân đã dạy con điều này, rằng lương duyên của con đã được chỉ định sẵn khi hai nhà chỉ phúc giao hôn. Đó là chuyện ngày xưa, thời thế bây giờ đã khác rồi. Cha không muốn lệ thuộc vào chuyện cổ hủ đó nữa. Nay mai con sẽ là con dâu của nhà quan thượng thư, con rõ chưa? Con làm phu nhân đừng làm cha thất vọng chứ. Con xin cha đó. Không nói nhiều. Xin cha thương con với. Không nói nhiều. Quản gia, để đứng. Dạ, dạ. Từ nay nếu không có lệnh của ta, cấm cửa tiểu thư không được ra khỏi nhà. Dạ. Thế nữa, từ nay nếu mày còn a tòng với cô mày, đừng trách ông đánh cho một trận rồi đuổi cổ ra khỏi gia trang. Rõ chưa? Dạ. Đi. Trời, còn được một miếng. Sư huynh. Hả? Dương Võ. Hả? Ngươi làm gì ở dưới này vậy? Sư huynh xuống đây chi vậy? Chuyện của ta. Ta xuống đây ta kiếm cơm ta ăn. Còn ngươi xuống đây làm cái gì? Hả? Đây lục cơm nguội. Trời đất ơi, đói bụng quá. Tay ngươi cầm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mở ra coi. Giấu giếm cái gì? Nước tương. Cơm nước quá trời ê hề, không ăn đi ăn nước tương. Ăn có nổi đâu mà ăn. Ủa? Mà huynh cầm gì vậy? Cái này của ta nha. Huynh cầm gì đó? Cái này của ta. Huynh không cho để coi, để la lên bây giờ. Chào. Chào hả? Chào. Cô hồn quá. Còn được một cục chào. Ủa? Mà đồ ăn tùm lum, không ăn đi ăn chao là sao? Hả? À, ngươi ăn như hạm như vậy mà còn không ăn nổi cơm nữa à? Hỏi sao ta ăn được. Tí nữa cho để ăn một miếng chao nghe. Ta sẽ cho. Ngươi có nước tương rồi, ta có chao. Bây giờ chỉ còn kiếm cơm thôi. Cầm đi, cầm đi. Lấy cơm, sư huynh lấy cơm đi. Tiểu thơ, xin cô hãy thay đổi xem y và trang điểm lại. Ngài thượng thư và con trai đã đến coi mặt rồi. Ta không ra. Ta nhất định không ra. Xin cô hãy thương em đi. Cô mà không ra là lão gia giết em mất. Ta không biết mình phải làm gì bây giờ thị nữ à. Ta không muốn phụ tình của cha, càng không muốn cãi lời của phụ thân. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao để dẹn cả đôi đường hả em? Em đi đi. Nè nè, tụi bay làm lẹ lên nha. Lên nhà đàn trai người ta sắp qua rồi đó. Làm nhanh lên. Dạ dạ. Thím ơi. Thím ơi. Ơi, cho con hỏi cái này cái thím ơi. Từ từ. Hôm nay Nguyễn Gia Trang có gì vui mà nhộn nhịp vậy thiếp? Cậu ở đâu tới mà không biết? Sao thiếp? Đại tiểu thư nhà này á, được ngài thượng thư tới coi mắt cho con trai ngài đó. À, thì ra là vậy. Đúng là ngày đại hỷ ha. Đa tạ thiếp. Ừ. Chết rồi. Dạ xin mời ngài. Mời ngài dùng trà. Dạ bẩm ông, tiểu thơ bị sốt rất cao, nằm mê man không dậy nổi, cho nên là cô sai con ra nói với ông xin lỗi thượng khách à. Hả? Tiểu Thiên bị bệnh hả? Dạ. Trời ơi sao lại bệnh lúc này? Con cũng không biết nữa. Lui. Dạ. Dạ bẩm ngài, dạ chẳng may dạ tiểu nữ ở nhà dạ nó lâm bệnh dạ ngay vào lúc này. Thực tình dạ. Ủa vậy là sao hả cha? Chẳng phải là hai cha con ông đã có sự chuẩn bị đón hai cha con ta sao? Dạ bẩm ngài đúng như vậy, nhưng mà rồi tiểu nữ dạ khổ quá. Thiệt là dạ mời ngài. Dạ mời ngài. Ê cha, Quỳnh Hoa ơi là Quỳnh Hoa, cái gì vậy nè hả con? Tại sao con dám giả bệnh để mà lừa cha chứ? Hả? Con ơi, con có biết là cha mang nhục với quan thượng thư và con trai của ngài tới mức nào không chứ? Hả? Con muốn cho cha tức, cha chết đúng không? Cha báo cho con biết nha. Chỉ được có lần này thôi, chứ không bao giờ có lần thứ hai đâu nha. Nhất định là cha phải ngồi thông gia với con nhà quan. Cha đừng có như vậy mà. Cha thương con với. Đó mới là duyên phận của con. Xin cha đừng chia rẽ nó. Cha. Lương duyên cái gì mà lương duyên hả? Ai gieo vào đầu con cái ý nghĩ hạ thấp đó hả? Nó chỉ là cái thằng học trò bữa đói bữa no. Con muốn làm vợ một cái thằng khô rách áo ôm hả? Không phải đâu cha. Trần Thanh chàng là một người thông minh lắm. Cha chỉ cần cho huynh ấy thời gian thôi, chắc chắn huynh ấy sẽ đỗ đạt và sẽ tạo dựng sự nghiệp mà cha. Tại sao cha phải cho nó thời gian? Mà tại sao phải chờ đợi? Mà chờ đợi cái gì chứ? Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú phải không? Nó dạy con về nói với cha như vậy đúng không? Hả? Bùa mê thuốc lú rồi cha sẽ đi tìm thầy về giải hạn cho con. Chờ đó. Cha. Tiểu thơ. Thị nữ. Dạ. Bây giờ em giúp ta đi qua nhà Trần Thanh, nói với chàng là phải cậy gấp người mai mối sang nói chuyện cùng cha ta. Nói với cha là sẽ trồng đủ 100 lạng vàng vào trong từng tháng tới. Chỉ có cách đó thôi thì cha mới không xúc tiến việc ép duyên này. Em hiểu cái quảng binh của tiểu thơ rồi, nhưng nếu tới hạn mà Trần Huynh vẫn không đủ lễ thì sao hả tiểu thư? Việc đó ta sẽ lo. Trước khi mất, mẹ ta có để lại cho ta một ít làm của hồi môn sau này. Ta sẽ bán hết đi và đưa hết cho Trần Huynh để làm sính lễ. Nhưng mà ta muốn nhờ em, vào đêm rằm tháng này em sẽ đem hết số vàng đó đến nơi hẹn và giao hết cho Trần Huynh được không? Dạ được. Tiểu thơ thật là chu đáo về tình nghĩa. Vậy bây giờ em sang nhà Trần Huynh ra nha tiểu thơ. Em đi đi. Dạ. Quan thượng thư cùng con trai xuống xe bắt mình qua đó. Hèn gì mà lão ta cứ cương quyết hủy hôn, làm khó nhà huynh để dễ bề kết thông gia với nhà quan. Đúng là đồ gian manh nham hiểm mà. Trời, thật sao? Thì ra 5 lần 7 lượt làm khó huynh là do có chỗ giàu sang ngấp nghé rồi đó. Thiệt là tức mà. Tôi đoán biết thế nào cũng có cớ sự này mà. Thôi, nhà tôi phận nghèo hèn, sao so sánh được với đại quan? Ông cũng là sự lựa chọn của ông ấy. Huynh cũng đừng có tức giận nữa. Trần Thanh ơi là Trần Thanh, có phải huynh không vậy? Huynh để cho người ta giật hôn thê của mình vậy mà coi được sao? Huynh phải biết rõ, lão thách cưới vô lý như vậy là để cho huynh bỏ cuộc. Mưu mô xảo quyệt như vậy, huynh không nhận ra sao? Hình như là cô hầu gái của Quỳnh Hoa. Chào công tử. Thế nữ. Thế nữ xin chuyển lời của tiểu thơ. Chắc là Trần công tử cũng đã biết chuyện lão gia ép duyên tiểu thơ nhà em rồi đúng không? Tiểu thơ dặn là nội nhật ngày mai, công tử hãy cho người tới gặp lão gia, báo là sẽ trồng đủ 100 lạng vàng vào trung tuần tháng này. Nếu chậm trễ, lão gia sẽ nhận lễ của nhà thượng thư mất. Ê chết, biểu ta Quảng Minh. Rồi sau đó ta biết phải làm sao? Xoay sở đâu ra 100 lạng, có nằm mơ ta cũng không có. Thể nữ có chuyện này muốn nói với ngài, nhưng e là nói ở đây không tiện. Vậy thì mời vô nhà. Có chuyện gì thể nữ cứ khuyên. Dạ, chuyện này công tử đừng có lo. Cô em đã trù liệu là dạ là nhưng bằng đây là hiền hữu của ta, giống như anh em ruột thịt trong nhà. Cô đừng ngại, có gì cứ nói. Dạ, 100 lạng vàng này cô em sẽ chuẩn bị. Chỉ cần đêm rằm tháng này công tử đến điểm hẹn bí mật thì cô em sẽ giao đủ số vàng cho công tử. Rồi cứ thế mà trình lên cho lão gia. Đâu có gì đâu mà công tử phải lo ngại. Không được đâu, ta mặt mũi nào mà đi nhận vàng của tiểu thơ. Thôi, cô hãy về đi. Nhớ chuyện lời đa tạ tấm lòng của nàng. Nhưng ta không thể. Hãy kêu huynh. Thưa công tử hãy nghe em nói. Vì tình thế quá cấp bách, cho nên tiểu thơ nhà em buộc phải nghĩ tới kế hoạch này. Xin công tử hãy vì tiểu thơ mà chấp nhận. Tiểu thơ em đã có lời nguyền rằng kiếp này sẽ chỉ nên nghĩa phu thê với công tử mà thôi. Mong người hãy hiểu cho. Khá khen cho một tiểu thơ khuê. Ta nói cho huynh biết, tới lúc đó ông trời có nhảy xuống thì cũng không có cản kịp đâu. Dạ. Dạ chào ông. Ủa, lại là bà Mai Dông à? Dạ là tôi. Chẳng phải là ta đã nói tất cả mọi chuyện rõ ràng rồi sao hả Trần Thanh? Dạ thưa lão gia, vì sự rõ ràng đó hôm nay con đến đây cùng với bà Mai để thưa chuyện lại. À, khoan đã, y ta nói rõ ràng là rất rõ ràng, đừng có hiểu lầm. Tóm lại là các ngươi không có đủ 100 lượng để giao nộp sính lễ thì đừng có nói tới cái chuyện cưới xin gì hết. Hiểu không? Thưa lão gia, hôm trước tại chốn công đường, ba mặt một lời, ông cũng đã nói rõ ý định của ông rồi. Có bà con làm chứng, tiểu thư Quỳnh Hoa xứng đáng được như vậy mà. Hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà trai chấp nhận lời yêu cầu của ông. Trung tuần tháng này, họ nhà trai chúng tôi sẽ đem qua 100 lạng vàng. Họ nhà gái nhận lễ, xong họ nhà trai chúng tôi sẽ định ngày rước dâu luôn. Cái gì? Nộp đủ 100 lạng vàng à? Dạ. Nó láo. Dạ thưa lão gia, con không dám nói sai lời ạ. Chỉ mong ngày thư cho ít hôm. Qua rằm con sẽ mang đầy đủ xính lễ tới. Đào ở đâu ra đủ 100 lạng mà đem nộp chứ? Hả? Làm như dễ lắm. Dạ thưa lão gia, họ nhà trai chúng tôi á đang chuẩn bị xính lễ. Nếu sai hẹn á thì ông sẽ hủy hôn mà. Luật lệ từ xưa đến nay là như vậy. Chúng tôi đâu có dám sai lời. Đó là các ngươi nói đó, nghe chưa? Dạ. Đã nói thì ráng mà giữ lời. Chỉ còn không đầy 1 tuần nữa là đến kỳ hạn. Ráng mà giao nộp cho đủ ha. Làm như dễ lắm. Dạ con sẽ cố gắng. Thưa lão gia, cáo từ. Xin phép lão gia tôi về. Ngươi hả? Dạ. Con thấy chuyện này đáng ngờ thưa ông. Ngươi cũng thấy vậy à? Dạ. Bị cái nhà bên đó đủ ăn thôi. Dòng tộc cũng đâu có khá giả gì. Lấy đâu ra 100 lạng vàng trong thời gian ngắn như vậy? Mà nè. Dạ. Ngươi phải giám sát mọi hành động của tiểu thư thật là chặt chẽ nghe chưa? Dạ. Đừng có cho cô mày đi đâu hết. Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ. Ngay cả con thể nữ cũng vậy. Dạ. Coi chừng nó làm chim xanh cho cô của mày đó. Chim xanh? Chim xanh? Hiểu không? Dạ hiểu, dạ hiểu. Đi. Dạ xin tuân lệnh. Thiệt là bức hả? Lão gia, đó như thật. Hả? Con bé này nó mang nhiều dòng xuyến và nữ trang ra hàng vàng đổi thành vàng thỏi, số lượng rất là lớn, có thể là hàng trăm lượng lận. Tức quá cha chả, tức ơi là tức. Trời ơi, đồ đầu mỏ. Nếu không nó lấy đâu ra 100 lạng vàng mà nó dám nhận lời hứa với ta chứ? Hả? Ôi trời đất ơi, mày thấy không, con gái của tao, trời ơi, một đứa con gái dại khờ ngu si. Tại sao mà con lại làm như vậy chứ hả con? Nè, quản gia. Dạ. Kêu thêm mấy đứa gia nhân nữa, lực lượng, tới đó, vô nhà đó, căng nó ra, đánh cho nó một trận, vì cái tội dám lừa gạt con gái của ta để mà lấy vàng. Hả? Đi. Mà khoan. Dạ sao ạ? Rủi người lỡ nóng quá, đánh chết nó rồi có chuyện. Thôi bây giờ kiện nữa thôi. Dạ. Thì nó ra công đường, vì cái tội đó. Ha. Dạ. Đó, để rồi từ nay nó ở tù một gông. Nhưng mà lão gia, thưa lão gia, lão gia bình tĩnh, không thôi là hư chuyện. Nghĩ sao mà bình tĩnh được? Nếu ngươi là ta, ngươi có bình tĩnh không? Hả? Nó bình tĩnh hả? Nhưng mà bắt nó mà chưa đủ chứng cứ và tang vật, rồi nó quay lại nó nói lý tiểu thư làm sao? Ngươi nó cũng có lý. Như vậy rồi bây giờ làm sao? Ta làm sao đây? Hả? Ta phải thương kế tựu kế, bắt quả tang một lần mới hả giận? Coi lý. Con sẽ âm thầm theo dõi hành tung của nó, thấy thuận lợi con mới ra tay. Như vậy tiệt luôn cái đường sống của nó. Đúng rồi. Dạ. Hả? Trần Thanh, Huynh sao vậy? Huynh đừng có đi lại nữa được không? Bây giờ còn sớm mà. Dùng bằng, bây giờ canh mấy rồi? Chỉ mới canh một thôi. Thị nữ hẹn ta ra ngoài gặp lúc canh ba. Sao ta thấy thời gian trôi đi chậm quá? Hay là mình đừng có ra, để nàng ấy chán nản rồi bỏ về. Nè, hãy bình tĩnh, hít sâu vào, và làm ơn quên cái chuyện đó đi được không? Bây giờ huynh chỉ cần đi ra điểm hẹn, nhận cái số vàng đó rồi quay về đây. Chỉ có như vậy thôi, làm gì đâu mà lo mà sợ. Sao ta thấy bất an quá? Thị nữ đã chọn một địa điểm rất là kín đáo, mà giữa canh ba nữa, không có ai biết đâu. Huynh cứ yên tâm mà đi thôi à. Đừng có lo nữa được không? Hay là ta bỏ cuộc nha. Nè, bình tĩnh lại đi. Đây là kế hoạch của Quỳnh Hoa, là một sự hy sinh vô bờ bến mà vị hôn thê của huynh dành cho huynh. Huynh nghĩ sao mà đòi bỏ cuộc là bỏ cuộc vậy hả? Thôi vậy nè, để cho huynh có thêm một chút nghĩa khí, một chút can đảm, tôi sẽ chạy đi mua ít rượu và một chút gì đó về nhắm. Rồi chúng ta lai rai chờ tới giờ hẹn huynh đi. Nhưng mà... quyết định vậy đi. Nè, Dung Băng, nè, em nhớ hết lời ta dặn chưa? Đi vòng ngõ sau, canh chừng xem có ai theo mình không. Đến nơi rồi, phải đưa cho Trần Thanh liền, rồi phải về ngay lập tức. Nhớ chưa? Dạ, tiểu thơ. Cầu trời Phật phù hộ cho mọi chuyện thuận lợi. Nghe ta dặn, em nhớ là phải về liền, kẻo ta đợi. Dạ, tiểu thơ yên tâm. Bây giờ em đi ngay như tiểu thơ. Ừ, em đi đi. Làm một ly đi, lấy can đảm lên. Quỳnh uống, Quỳnh uống trước đi. Rồi, tao uống trước. Nè, nè, uống đi. Hết luôn. Vàng về đây, đâu có chuyện gì đâu mà huynh phải lo. Đây, đây, mời huynh uống đi. Rồi, mời. Đó, thấy không? Nào, đó, phải vậy, phải có can đảm vậy chứ. Nè, uống đi. Quỳnh uống trước. Hay. Để tôi. Nè, để Quỳnh đó, uống đi. Uống đi. À, giờ uống nguyên bình luôn hả? Ừ, mình thấy được không? Được không? Nam Nhi phải mạnh mẽ lên. Được chứ. À, cạn luôn nha. Cạn luôn. Tại sao? Hả? Tại sao? Quỳnh uống đi. Dạ. Đứng Quỳnh, uống đi. uống nhiều hơn ta mới chịu đó. Rồi. Uống đi, phải uống nhiều vô mới được. Hay lắm. Hai phụ. Sao vậy? Sao không đâu tiếp đi chứ. Ngồi dậy đi. Uống tiếp đi. Mới nhiều đó. Hết luôn à? Dương Bằng, tôi chết, chắc trễ giờ rồi. Trời ơi, Dương Bằng cũng không kêu mình dậy nữa. Là thể nữ. Chết rồi. Thể nữ à? Thể nữ. Con sao vậy thể nữ? Thể nữ. Cũng bên này chạy. Thể nữ. Nhanh lên. Thể nữ à? Quán gia. Tránh ra. Tên sát nhân. Người đâu? Trói nó lại. Cái gì vậy? Lục Phát gọi đến cất số vàng ở đâu? Số vàng đâu? Khai báo. Dạ, không có. Ngươi làm cái gì vậy? Tao đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Chính ngươi đã sát hại con hầu này để lấy vàng. Lão gia, đúng là Trần Thanh, bắt quả tang rồi. Lão gia, quan cho tôi lắm. Tôi không có giết người, tôi không có lấy vàng. Mọi người đừng có vu oan cho tôi. Lão gia, thể nữ bọc thêm 100 lạng vàng. Ra đây hẹn với y nè. Bây giờ không thấy vàng đâu mà nó đã chết. Đúng là cái quân lòng lan dạ sói. Ngươi định cướp vàng cho nên mới xuống tay giết hại người vô tội đi mà. Không có, lão gia, tôi không có giết người, tôi không có lấy vàng gì hết á. Không có nói nhiều, gông đầu nó về công đường để coi phen này Trần Huyện đại nhân xử nó ra sao chứ hả? Dừng đi! Dạ! Nó đi! Qua cho tôi lão gia! Nhanh lên! Tôi không có giết người! Tôi không có lấy vàng mà! Nhanh lên! Buông ra! Chị không chết đó. Trời ghê quá. Ê, xuống. Dạ, dạ bẩm đại quan, dạ tên Trần Thanh này, dạ đúng là hung thủ đã giết người, dạ bị bắt tại trận à. Dạ xin ngài hãy xét xử sao cho đúng người đúng tội à. Dạ con thể nữ nó là con hầu của nhà tôi. Dạ nó đã đem vàng của con gái tôi mà đi giao nộp cho hắn à. Mà không biết cái tên này nó ăn nói ra làm sao mà con gái tôi nó nghe theo một cách mê muội. Thật là đáng khinh bỉ. Một con người có ăn có học như vậy mà dám dạ tham vàng bỏ ngãi mà giết cả nhân chứng. Dạ cô cái tướng nho sinh như vậy mà lòng dạ độc ác, dạ giết người cướp vàng chạy tội. Dạ xin ngài hãy trừng phạt nó thật nặng để làm gương. Dạ đại nhân, tôi không biết gì hết. Tôi không có giết thể nữ. Tôi bị oan mà. Trần Thanh, ngươi nói ngươi bị oan, vậy thì tại sao ngươi lại có mặt ở hiện trường án mạng? Tôi xin khai thật, không dám giấu nửa lời. Nguyên do tôi ra gặp thể nữ là do lời hẹn của cô ấy. Từ lệnh của tiểu thư mình ra đúng hẹn để đưa tôi 100 lạng vàng. Đó là tài sản riêng của tiểu thư. Nàng căn dặn tôi lấy số vàng này đưa lại cho cha mình để làm sính lễ. Tôi vì trong thế bí nên đành phải nghe theo. Nhưng mà khi tôi đến tới nơi thì thể nữ đã chết rồi. Dạ bẩm đại nhân, nó nói láo đó. Dạ chính nó đã giết thể nữ cướp vàng để trốn đi. Dạ xin ngài hãy trừng trị nó giùm. Tôi không có biết gì hết. Tôi vừa đến đó thì giáp phải xác của thể nữ. Tình cờ lúc đó mọi người từ đó ập tới hô hoán lên, nói tôi là kẻ giết người. Nhưng mà tôi không có giết người, tôi không có lấy vàng đại nhân à. Dạ nó nói láo đó đại nhân, đừng có tin nó đại nhân. Vụ án này, ta thấy còn rất nhiều điểm khả nghi. Ta sẽ làm rõ từng điểm một. Trần Thanh, vì ngươi có mặt tại hiện trường án mạng và có nhiều người chứng kiến, cho nên tạm thời ngươi vẫn là nghi phạm số 1. Ngươi sẽ bị bắt giam, chờ ta điều tra rõ ràng. Dạ bẩm đại nhân, còn điều tra gì nữa? Dạ nó chính là thủ phạm giết người, cướp vàng, chạy tội. Lính đâu? Giải hắn đi. Dạ. Đại nhân, đại nhân à, tôi vô tội. Đại nhân hãy xem xét kỹ. Anh, và tha cho tôi về nhà với mẹ già cho đại nhân. Trần Thanh, nhưng mà xin huynh đừng có nói chuyện này với mẹ ta. Bà biết chắc bà không sống nổi đâu. Nhất định là như vậy rồi. Vụ việc này còn phải nhờ Trần đại nhân xem xét kỹ, nên tạm thời bá mẫu để tôi chăm sóc cho. Huynh yên tâm. Đi, tránh ra nào. Phải xử chứ. Bà còn tránh ra. Sao rồi? Thể nữ đã bị siết cổ cho đến chết vì ngạt thở. Nàng có chắc vậy không? Dựa theo vết bỏng trên cổ của nạn nhân thì Ngọc Nhi chắc chắn là như vậy. Đại Tẩu đã lãnh hội hết tất cả những bài học của ông ta. Minh Hữu nghĩ nhận xét chắc chắn đúng. Công nhận Đại Tẩu khám nghiệm rất là tỉ mỉ, không thua gì sư thúc. Ngọc Nhi, Tẩu Tẩu à, nàng sao vậy? Nàng có sao không? Để ta đưa nàng ra ngoài nghỉ một chút. Con à, con thấy trong người như thế nào rồi? Con thấy đỡ chưa? Dạ con khỏe rồi mẹ. Thôi bây giờ chủ yếu là con lo sức khỏe cho mình đi. Còn chuyện khám nghiệm á, để từ từ cũng được con à. Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ nói đúng đó. Nàng đi nghỉ ngơi đi. Thôi con đi nghỉ sớm đi. Dạ con không sao đâu mẹ. Thật sự con cứ nghĩ tới cái mùi rượu đó. Cái mùi rượu đó nó cứ xộc thẳng lên óc của con. Có phải chính là mùi rượu mà nàng đã thoa lên cổ của tử thi để mà tìm dấu vết hay không? Dạ không phải. Cái mùi rượu này rất là lạ. Với lại mùi rượu đã qua đêm rất là khác với mùi rượu mới. Mà Thiếp nghĩ mùi rượu đó là xuất phát từ tóc của tử thi. Giống như là có một người say nào đó hà hơi vào tóc của tử thi vậy. À, đó cũng chính là điều mà ta cần phải lưu ý. Nhưng mà cũng không loại trừ đó chính là mùi rượu mà nàng đã thoa lên xác của tử thi. Trần Thanh, ngươi đang rơi vào cảnh tình ngay lý giang. Ngươi muốn ta điều tra ra hung thủ nhanh chóng thì bây giờ ngươi phải hết sức tĩnh tâm. Nhắc lại cho ta nghe, hết sức cặn kẽ chuyện này từ đầu tới cuối, không được sót một chi tiết nào. Tiểu Nhân biết, từ xưa tới nay Tiểu Nhân sống cùng mẹ già, ôn hòa nhẫn nhịn, chưa bao giờ làm mất lòng ai hết. Không hiểu sao lại lâm vào đại nạn này. Xét về lý thì rõ ràng đây là một vụ án giết người cướp của, nhưng mà cũng không loại trừ có kẻ muốn tận diệt ngươi bằng cách đổ tội sát nhân cho ngươi. Hàng sĩ này xưa giờ không hề hại ai, sao ai đó lại tận diệt chứ? Ngươi hãy nhớ lại chuyện nhận dạng. Ngoài ngươi, Tiểu Thơ và con Hầu ra, còn có ai biết chuyện này nữa không? Thưa, không. Vì đây là chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến tương lai, nên Tiểu Nhân giấu kín theo ý của Tiểu Thư. Đến một thân cũng không biết. Và ngươi cũng không lộ địa điểm nhận dạng cho bất cứ ai. Thưa không, ngay cả mẹ của Tiểu Nhân cũng không hề hay biết. Thú thật, lúc đầu thì Tiểu Nhân cũng không muốn nhận, nhưng Nguyễn Bằng phân tích thiệt hơn nên Tiểu Nhân mới đồng ý ra chỗ hẹn. Ai dè xảy ra cớ sự như vậy. Tiểu Nhân bây giờ đang rất nóng ruột, không biết mẹ Tiểu Nhân hiện giờ ra sao. Giờ người đang bệnh mê man, mẹ Tiểu Nhân mà biết chắc người sống không nổi. Tiểu Nhân cũng đã dặn Nguyễn Bằng chăm sóc cho mẹ. Trần Thanh, bây giờ ngươi hết sức bình tĩnh, thuật lại từ đầu cho tới cuối, thiệt là ngọn ngành cho ta nghe. Ta muốn nghe thêm một lần nữa. Dạ. Sau khi mẹ Tiểu Nhân rời khỏi Nguyễn Gia Trang, mẹ Tiểu Nhân bệnh nặng. Sau đó Tiểu Nhân, ta được lệnh của Trần đại nhân dẫn Tiểu Thơ, Quỳnh Hoa xuống gặp ngươi. Có gì ngươi nói lẹ đi. Dạ. Quỳnh Hoa. Trần Thanh, Thiếp biết phải làm sao đây. Giúp chàng mà thành ra hại chàng thê thảm như vậy. Thế nữ thì lại bỏ mạng. Quỳnh Hoa, ta vô tội, ta không có giết thể nữ. Nàng có tin ta không? Tin. Hả? Thiếp tin chàng. Cha, con xin cha, con cầu xin cha đó. Xin cha hãy cứu Trần Thanh đi cha. Dù sao thì nhà chúng ta cũng coi huynh ấy là hôn phu của con rồi. Con xin cha đó. Nhà họ Trần chỉ có một mẹ một con thôi mà cha. Hey, hay chưa? Đã có gan làm thì phải có gan chịu. Gan cớ gì đến ta mà ta cứu hay không cứu chứ. Coi như là con lạy cha đó. Con xin cha, con xin cha hãy cứu chàng ấy. Cha cũng biết chàng ấy là người vô tội đúng không? Ở cái làng này ai cũng biết Trần Thanh là người hiền lành chất phác. Cớ sao cha lại vô cho huynh ấy cái tội tày trời như vậy? Con gái ơi là con gái, ăn nó phải cho cẩn thận một chút. Không riêng gì cha, mà có rất nhiều người làm chứng rằng thể nữ chết trên tay của cậu ta. Mà ai vô đây chứ? Ai vô đây biết được cái điểm hẹn bí mật ngoài con ra chứ? Ngoài con với Trần Thanh. Vả lại, mọi việc đã có ông trời sắp xếp hết rồi. Hắn ta đã không có diễm phúc để lấy con làm vợ thì thôi, sống chết đâu có can cơ gì mà cha phải bàn tới chứ. Chắc chắn là không phải đâu. Cha, con xin cha đó. Coi như là cha vì con đi. Cha vì con mà cứu huynh ấy có được không? Ta nói không là không. Ăn phải bù mê thuốc lú của nó rồi hả? Phải không? Ba Mậu, người uống hết chén thuốc để đi cho nóng. Từ từ thôi ba Mậu. Nguyễn Bằng. Dạ. Trần Thanh làm gì đi gấp lên kinh mà không đem theo hành trang với lương thực vậy? Huynh ấy đi chung với lại nhà tú tài họ Dần ở làng kế bên nè. Người ta lo cho mọi thứ hết rồi, cho nên bá mẫu đừng có lo. Với lại bá mẫu biết không, họ cần huynh ấy rất là gấp. Rồi họ cần viết dùm mấy câu đối để trang hoàng cái dinh của một vị quan lớn lắm. Vậy sao? Tội nghiệp cho nó quá. Mà sao con không đi cùng? Trời ơi, bá mẫu biết chữ con xấu mà, người ta đâu có mời con đâu. Bá mẫu có sao không bá mẫu? Bà Trần ơi, bà Trần. Bà Trần ơi, con có nấu nồi cháo mang sang cho bà ăn nè. Bà khỏe lại chưa? Cảm ơn con, bà đã đỡ rồi. Trời ơi, thiệt là oan nghiệt mà. Cả xóm cả làng này á, ai cũng biết con trai của bà hiền lành, học giỏi, tương lai đang rộng mở. Vậy mà đúng là ông trời không có mắt mà. Không có chuyện gì đâu bá mẫu. Cái chuyện xui cha với nhà họ Nguyễn đó, chứ không có chuyện gì hết á. Thôi đừng có nhắc chuyện đó. Nhắc lại thêm buồn bực chứ làm gì. Dạ. Buồn cái gì mà buồn. Có ai đời đi vu khống con rể tương lai của mình là kẻ giết người chứ. Cái gì? Tội tử chứ không có chơi đâu. Nè, con nói cái gì? Tội nghiệp. Thôi chị đi về đi, để cho bá mẫu nghỉ ngơi đi. Khoan đã, cô nói cái gì? Ai vu khống cho ai? Ai giết người? Thằng Trần Thanh đâu? Trần Thanh đâu? Hả? Bác không có biết con trai của bác bị bắt hả? Thôi đi. thôi. Vậy thôi con về. Trời ơi. Bà Mẫu, bà Mẫu, bà Mẫu có sao? Bà Mẫu, bà Mẫu, bà Mẫu, bình tĩnh bà Mẫu. Có chuyện thiệt rồi. Hèn chi hổm rày lòng ta nóng như lửa đốt vậy đó. Ta muốn gặp con ta, Trần Thanh. Trần Thanh, Trần Thanh ơi, nó đang bị giam ở đâu? Bình tĩnh đi bà Mẫu. Về tình mà nói, Trần Thanh không thể nào là thủ phạm được. Ngoài tư cách nhân thân tốt, thì anh ta không có lý do gì để mà sát hại thể nữ lấy vàng. Vì trước sau gì số vàng đó cũng thuộc về anh ta. Với lại tình nghĩa của tiểu thư Quỳnh Hoa đối với anh ta rất là sâu nặng. Không thể nào mà anh ta lấy oán trả ơn được. Nhưng mà ngặt nổi, vì mặt lý thì ta không thể nào không bắt giam anh ta được. Khi bao nhiêu người chứng kiến thể nữ chết trên tay của anh ta. Ừ, thiếp cũng thấy như vậy. Trần Thanh tuy là học trò nghèo, nhưng mà có nghĩa khí. Nghe nói anh ta rất là hiếu thảo và chú tâm học hành để gây dựng công danh. Huống chi đây chỉ là kế hoạch của Quỳnh Hoa nhằm giúp cho anh ta thực hiện hôn ước. Thiếp nghĩ Trần Thanh bị hãm hại thì đúng hơn. Nhưng mà tính về động cơ triệt hạ hãm hại Trần Thanh thì có thể nói bà giúp tôi đi bà cứu tôi đi bà. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, có ai lại tới nhà ta làm ồn ào như vậy? Có mẹ ở ngoài đó, hay là chúng ta ra ngoài đó xem sao? Bà giúp tôi đi bà. Tôi lại bà mà, con tôi Quang mà. Bà bình tĩnh đi, đừng có lo lắng quá. Đại nhân. Dạ kính thưa đại nhân. Trần Trung, đây là Trần Thị, mẹ của thư sinh Trần Thanh đó con. Dạ thưa đại nhân. Bà Mẫu. Thì bà, tôi căng rơm căng cỏ, xin ngài hãy tha cho con tôi. Con tôi vô tội, nó không có giết người đâu ngài ơi. Tối ngày nó chỉ lo học thôi à. Bà đứng lên đi bà. Bà Mẫu à, bà Mẫu đừng có bi lụy như vậy. Trần đại nhân sẽ xem xét mà. Nếu không có tội thì Trần Thanh nhất định sẽ sớm được về nhà mà. Tôi xin ngài mà, nếu ngài có bắt thì cứ bắt tôi đi. Con tôi nó không có tội mà. Nếu tôi có thể chết tôi sẽ chết, tha cho con tôi cũng được. Bà Mẫu. Đại nhân ơi, tôi xin ngài đại nhân. Bà Mẫu đừng làm như vậy mà bà Mẫu. Bà Mẫu, bà hãy đứng lên đi. Ta hứa ta sẽ công tâm xem xét. Khi ta xử vụ án này, sớm tìm được hung thủ. Còn bây giờ bà hãy đứng lên và về nghỉ ngơi đi. Dạ. Đứng lên đi bà Mẫu. Đội ơn ngài. Đội ơn ngài. Ê, bà Mẫu. Sao vậy bà Mẫu? Bà Mẫu. Dạ. Phụ ta đưa bà ta vào trong nhà. Dạ. Cẩn thận đó. Tội cho bà Mẫu. Đại nhân, tôi có việc muốn nói với ngài. Chuyện gì? Dạ, việc là ngươi nghi ngờ ông Nguyễn Sanh chính là người chủ mưu hay sao? Dạ đúng như vậy thưa ngài. Tôi cam đoan chắc với ngài là như vậy. Bởi vì chỉ có ông ta mới biết được kế hoạch của Quỳnh Hoa. Nhưng ông ta không vội ngăn cản nó lại, tương kế tụ kế, sai gia nhân, giết chết thể nữ, rồi đẩy tội sát nhân cho Quỳnh ấy. Ông ấy đã lấy đi số vàng đó trước khi hô quán bắt quả tang Trần Thanh. Thật là tức mà. Nếu như đêm đó Trần Thanh đánh thức tôi dậy đi cùng với Quỳnh ấy, thì Quỳnh ấy đâu có bị hãm hại. Tôi xin đại nhân. Ta cũng đang muốn biết số vàng đó hiện đang ở đâu. Mà nè, đêm đó Trần Thanh đi đến chỗ hẹn, ngươi không biết gì sao? Dạ thưa đại nhân, vì tôi say quá. Nhưng mà lão già này chỉ muốn Trần Thanh dướng vào vòng tù tội, để trừ hậu quả sau này dễ dàng ép duyên con gái của mình thôi. Mấy ngày hôm nay lão ta hả hê lắm. Tôi xin đại nhân hãy minh oan cho Trần Thanh. Ông Nguyễn Sanh quá là người không bình thường. Thôi được, ta cảm ơn ngươi đã cung cấp thêm thông tin cho ta. đổi ơn đại nhân. Thật tình tôi chỉ mong muốn một điều là huynh ấy thoát tội, tội cho hai mẹ con của huynh ấy lắm đại nhân. Vụ án này ta hứa sẽ xem xét thật chặt kẽ, cho nên ngươi cứ yên tâm. Bây giờ ngươi vô trong xem thử bà ấy đã khỏe chưa, rồi đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi. Đội ơn đại nhân. Ta còn một số điểm chưa rõ. Dạ. Nhưng không thể hỏi trước công đường. Dạ. Nay ông có thể trả lời cho ta biết được không? Dạ, xin quan cứ hỏi. Ông cho rằng Trần Thanh giết thể nữ để cướp số vàng đó, có phải không? Dạ thưa đại nhân, dạ đúng như vậy à. Dạ bởi vì không phải riêng tôi, dạ mà có rất nhiều người chứng kiến, dạ đã làm chứng rằng là thể nữ chết trên tay của Trần Thanh. Dạ đó là sự thật, dạ chắc chắn là như vậy à. Vậy thì tại sao ở hiện trường lại không có số vàng đó? Dạ có thể là hắn tẩu tán hoặc là hắn có đồng bọn. Dạ bởi vì chính tôi chứng kiến là con thị nữ nó cầm vàng của con gái tôi, dạ nó đi đến điểm hẹn. Như vậy có nghĩa là ông đã biết rõ thị nữ hẹn với Trần Thanh để đi đưa vàng. Nhưng mà chuyện này là chuyện bí mật giữa tiểu thư và Trần Thanh. Làm sao ông biết? Dạ cái chuyện này, dạ bởi vì quản gia của tôi nó chứng kiến. Dạ thấy, dạ nó lấy tư trang của con gái tôi đi đổi ra vàng lượng. Dạ như vậy có nghĩa là chúng nó qua mặt tôi, dạ để đưa cho Trần Thanh để làm sính lễ. Dạ tôi tức quá, ngay trong cái đêm mà nó cầm vàng đi đến điểm hẹn, dạ tôi cho gia nhân lặn lội theo dõi nó. Cho nên ông đã tương kế tự kế, thả dây dài, bắt cá lớn, hoán đổ tội cho Trần Thanh. Thay vì ngăn cản, ông lại âm thầm theo dõi. Sau đó, ông đã sai gia nhân giết chết thị nữ để cướp số vàng đó, rồi hô hoán cho gia nhân bắt tại trận. Mưu kế của ông thiệt là hoàn hảo. Bẩm quan và đại nhân mà nói như vậy là đại nhân đã vội vàng kết tội, như vậy là tội nghiệp tôi lắm. Và không bao giờ tôi dám làm chuyện tài trời như vậy hết. Ngay khi mà đại nhân bẩm báo thì tôi đã chạy đến, tôi đã thấy cô thị nữ đã chết trên tay của Trần Thanh rồi. Sự thật đúng là như vậy đó quan. Và tôi không bao giờ đắp tâm hãm hại Trần Thanh. Và cho trời tru đất diệt tôi đi. Dạ bẩm quan, tôi không dám làm như vậy, không dám đâu quan. Thôi được rồi, ông không cần phải thề thốt ở đây. Nếu đúng như những gì ta suy đoán, có chạy đằng trời ông cũng không thoát được đâu. Dạ đúng hả. Ta chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng vụ việc này. Dạ. Lính đâu? Lính đâu? Dạ. Quan kêu kìa. Ta muốn hỏi quản gia hiện nay có mặt trong tư trang này không? Ta muốn giải hắn về huyện để tra hỏi vài việc. Dạ bẩm quan, cha của hắn bệnh nặng, cho nên sáng nay hắn đã xin về quê rồi. Thiệt là trùng hợp. Chẳng hay quê quán ông ta ở đâu? Dạ. Chắc là ông sẵn sàng cho ta biết được chứ. Dạ bẩm đại nhân. Dạ mời đại nhân dùng trà. Đại nhân, Minh Hữu, Dương Võ, chuyện ta giao cho hai người kết quả như thế nào? Dạ, Minh Hữu có xui về Gia Lâm, quê của tên quản gia. Đúng như y nói, cha của ông ta vừa bệnh nặng và qua đời. Vậy à? Dạ. Khi thấy người của huyện Đường thì ông ta rất sẵn sàng hợp tác. Đúng vào đêm hôm đó, hắn có theo sát nút thể nữ đi ra ngoài. Khi đến sau sân đình thì hắn vội chạy về để báo cho ông Nguyễn Sanh nhằm mục đích bắt tại trận. Còn kết quả ra sao thì chúng ta ai cũng biết. Thế nữ đã bị giết ngay sau khi họ tới. Nếu như lời hắn nói thì quay đi quay về thì phải mất một khoảng thời gian rất dài. Thì làm sao hắn có thể giết thể nữ được chứ? Nhưng mà ta cũng không thể ngoại trừ hắn giết xong rồi mới quay về hẹn với Nguyễn Sanh ra sao được? Dạ, thưa đại nhân, tôi nhớ lời khai của các gia nhân đi theo thì đúng là ông quản gia quay về dắt ông Sanh đi cùng. Lúc đó là canh thịnh. Như vậy thì không thể nào đến chỗ hẹn rồi giết chết thệ nữ, sau đó quay về gia trang đúng giờ thịnh được. Trừ phi đi nửa chừng đường rồi quay về, cho nên mới nhanh như vậy. Như vậy có nghĩa là Nguyễn Sanh đã có chứng cứ ngoại phạm rồi. Khi ta lên tiếng đe dọa thì hắn xanh mặt, rối rít thề thốt. Một kẻ nhát gan như hắn thì không dám giết người đâu. Thề mà nghĩ là ông ta không cần phải giết thể nữ đâu, chỉ cần bắt quả tang rồi làm to chuyện lên cũng đủ làm cho Trần Thanh ê chề rồi. Cũng khó thật ha. Vậy thì ai vô đây chứ? Không phải quản gia giết, mà cũng không phải là Trần Thanh. Vậy thì là ai? Ngoài họ ra thì ai biết chuyện hẹn hò này? Không lẽ có một kẻ nào đó biết sự việc này mà ta đã bỏ sót? Đại nhân, Minh Hữu cũng được biết rằng thể nữ có một tên nhân tình tên Út, cũng là người trong phạm gia trang. Có lẽ nào tên này cũng biết được chuyện này chăng? À, ta đã để lọt lưới manh mối này rồi. Vì thể nữ đã chết cho nên ta không chú ý và nghĩ đến một người biết kế hoạch này thông qua người đã bị sát hại. Lập tức điều tra manh mối này ngay. Không phải nhọc công điều tra vụ án này nữa. Tôi chính là người giết thể nữ. Ngài hãy kết tội và kết thúc vụ án này đi. Tôi chính là hung thủ giết người. Đại nhân, Minh Hữu, Dương Võ. Dạ. Theo hai người nghĩ, Trần Thanh có phải là hung thủ trong vụ án này hay không? Theo Minh Hữu thì chuyện này không thể nào. Thì Trần Thanh đã thú nhận với chúng ta hắn là hung thủ rồi kia mà. Đại nhân, Trần Thanh giết người là vì số vàng. Vậy thì bây giờ số vàng đó đâu? Thì hắn đã khai là đã quăng vào gốc cây, chính là cái cây này. Nhưng mà chúng ta tìm hoài không thấy. Đại nhân, có khi nào có người nào đó vô tình đi ngang qua đây lượm được túi vàng hay không? Đại nhân à, nếu như vậy thì thật là vô lý. Điều ta đang nghĩ và thắc mắc, tại sao Trần Thanh lại phản cung? Tại sao trước đó một mực kêu oan, rồi bây giờ lại dễ dàng thú nhận tội mình nhanh đến như vậy? Một hai buộc ta phải kết tội hắn và kết thúc vụ án. Thực ra hắn đang bao che cho ai, đang gánh tội giùm ai? Đại nhân, Minh Hữu nghe lính báo khi tiểu thư Quỳnh Hoa trở về thì Trần Thanh vội đi gặp ngài để thú tội. Liệu chuyện này có liên quan gì tới tiểu thư Quỳnh Hoa không? Xét tình tiết và hiện trường vụ án, ta không tin Trần Thanh lại là hung thủ. Dù rằng là chính miệng hắn đã thú nhận hắn chính là hung thủ. Chiếu theo luật, thú nhận tội của hung thủ là yếu tố quan trọng để kết thúc vụ án và luận tội. Nhưng mà ta thấy trong vụ án này còn có nhiều điều khuất tất và oan uổng. Đại nhân, liệu tình tiết thú tội của Trần Thanh có liên quan tới tiểu thư Quỳnh Hoa không? Thật sự điều này rất rắc rối và khó gỡ. Chàng lại suy nghĩ đến chuyện thú tội của Trần Thanh đó hả? Thực sự ta không lý giải được hành động của Trần Thanh. Tại sao hắn ta lại phản cung? Tại sao hắn ta lại nhận tội? Hắn đã bị ai áp chế hay bị mua chuộc? Thật là vô lý. Vậy là chàng tin Trần Thanh không phải là hung thủ sao? Ngọc Nhi à, nếu đổi vị trí Trần Thanh là ta, khi nàng vào thăm ta thì nàng sẽ nói những gì khiến ta phải thay đổi khung như vậy? Vậy chàng nghĩ sự thay đổi lời khai của Trần Thanh là do tiểu thư Quỳnh Hoa sao? Điều đó Minh Hữu và Dương Võ cũng thấy mà. Theo thiếp thì Quỳnh Hoa đối với Trần Thanh nghĩa tình sâu nặng, cho nên bị tác động và hy sinh cho người mình yêu, thì điều đó cũng là bình thường mà. Nhưng mà sự hy sinh đã đổi lại điều gì chứ Quỳnh Hoa? Chuyện này chỉ có Trần Thanh mới hiểu và thấy xứng đáng. Nhưng mà nếu muốn cho Trần Thanh nói ra sự thật thì chỉ có một người mà thôi. Nàng muốn nói là Quỳnh Hoa? Ừ. Nếu như chàng tin tưởng thì chàng cứ để thiếp đi gặp trực tiếp Quỳnh Hoa, chắc chắn sẽ có câu giải đáp sớm cho chàng. Nếu nàng đã ra tay rồi thì ta đâu cần phải lo lắng gì nữa. Vậy thì bây giờ chàng đã thấy yên tâm chưa? Ta yên tâm rồi. Vậy thì ngủ sớm nha. Ừ. Quỳnh Hoa, chẳng hay có chuyện gì mà Trần phu nhân phải đến tệ xá để gặp tiểu nữ. Tiểu thư có gì muốn nói với ta không? Nói thật, từ khi xảy ra chuyện, lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng. Lo cho Trần Thanh đang bị giam cầm, lo sức khỏe cha già ngày một giảm sút. Tôi trách bản thân mình gây ra quá nhiều tội, khiến cho người thân của tôi phải lao đao khổ sở. Xin tiểu thư đừng có tự trách mình như vậy. Mọi chuyện rồi cũng sẽ rõ ràng trắng đen thôi. Ai làm thì người đó chịu. Dù ai trong hai người là hung thủ thì tôi cũng là người đau khổ. Tôi làm sao mà sống nổi đây? Những gì mà tiểu thư nói thật sự ta không hiểu lắm. Nhưng có điều này ta phải cho tiểu thư biết. Sau khi cô đến thăm và ra về, Trần Thanh đã thay đổi khẩu cung. Thay đổi khẩu cung? Hắn ta nhận tất cả lỗi về mình và yêu cầu Quang Trung luận tội để kết thúc vụ án. Không thể nào. Tại sao lại có chuyện đó? Rõ ràng huynh ấy không phải là hung thủ. Tại sao huynh ấy lại nhận tội chứ? Tiểu thơ biết ai là hung thủ sao? Tôi... Đến bây giờ mà tiểu thư không nói ra sự thật nữa thì sẽ không còn ai cứu được Trần Thanh nữa đâu. Tiểu thư, ai là hung thủ? Tôi nghĩ là... Ai? Là cha tôi. Là cha cô? Phải. Quỳnh Hoa, Trần Thanh. Quỳnh Hoa, có chuyện gì vậy? Nàng nói cho ta biết có được không? Thiếp xin lỗi. Thiếp xin lỗi chàng. Nàng có lỗi gì chứ? Tại vì thiếp cạn nghĩ, gây ra nhiều chuyện liên lụy tới chàng, còn hại luôn cả phụ thân nữa. Sao nàng lại nói vậy? Trần Thanh, nếu như cha thiếp là người giết chết thể nữ rồi vu oan giá họa cho chàng thì sao? Chàng có tha thứ cho cha của thiếp không? Trời ơi, một bên là tình nghĩa phu thê, một bên là tình thâm. Thiếp biết phải làm sao đây? Sao lại oan nghiệt như vậy chứ? Quỳnh Hoa, những gì nàng nói có phải là sự thật không? Chẳng lẽ cha nàng chính... Cha đã biết hết tất cả những kế hoạch của thiếp, nhưng cha không nói gì, lại cho người âm thầm theo dõi. Chính cha là người đã giết chết thê nữ, rồi vu oan giá họa cho cha. Trần Thanh, thiếp biết phải làm sao đây? Hả? Quỳnh Hoa, nàng bình tĩnh đi. Nhưng ai đã nói cho nàng biết chuyện này? Quan huyện có tới nhà và chất vấn cha. Cả đêm hôm qua cha không ngủ được, rồi sáng hôm sau cha lại sai người xuống quê của quản gia, kêu là bỏ trốn đi. Nếu như cha không làm thì làm sao cha lại bao che và nó giúp cho tên quản gia đó như vậy? Trần Thanh, nếu như chàng là người ra khỏi đây thì người vô đây sẽ là cha của thiếp. Thiếp có tội với chàng bao nhiêu thì càng mang tội bất khéo với phụ thân bấy nhiêu. Thiếp không biết, thiếp không biết phải làm như thế nào. Trần Thanh, thiếp xin lỗi chàng. Thiếp biết, thiếp biết, thiếp không đồng ý với cha vì cha đã đối xử với chàng và bá mẫu rất tệ bạc. Nhưng dù sao cha vẫn là cha của thiếp. Thiếp... Nếu như cha dính vào cảnh tù tội cũng là do thiếp gây ra. Thiếp thật là bất hiếu, thiếp thật là bất hiếu. Trần Thanh, Quỳnh Hoa, thôi được rồi, nàng cứ về lo cho cha của nàng đi. Trần Thanh ạ. lỗi. Thiếp xin lỗi chàng. Tha thứ cho thiếp. Thiếp xin lỗi. Tiểu thơ đã nói điều này với Trần Thanh. Đúng vậy. Nhưng tôi không nghĩ là huynh ấy đi nhận tội. Tôi không muốn ai trong hai người là hung thủ hết. Cha cũng không được mà cha cũng không được. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Trần Thanh lại phản cung và nhận hết tội lỗi về mình. Vì thấy cô đau khổ và không muốn cha cô vướng vào vòng lao lý, nên anh ta đã hy sinh để đáp lại tình nghĩa của cô. Huynh ấy thật là khờ. Huynh ấy không phải là hung thủ thì tại sao lại nhận tội giết người chứ? Dĩ nhiên huyện Trần đại nhân cũng không tin điều này và không muốn kết án sai một người nặng tình nặng nghĩa như vậy. Tôi nghĩ là về phía cô nên vào thăm anh ta và khuyên anh ta đôi lời. Tôi hiểu rồi. Đa tạ Trần phu nhân. Xin cáo từ. Chào đại nhân. Sao? Có chuyện gì bẩm báo không? Đại nhân, quả là đúng như vậy. Tuân lệnh ngài, tôi đã để ý theo dõi hắn rất kỹ. Đêm qua hắn nằm mơ thấy gì mà hoảng loạn lắm. Giống như là thể nữ hiện hồn về nhát hắn vậy. Tôi thấy hắn cứ luôn miệng kêu thể nữ, rồi gian lại rối rít nữa. Cô sống không thả thiệt, cô đụng về cô nhát tôi nữa, cô lại cô mà. Cô thương tôi đi, để tôi cứu cho cô với tiền vàng bạc nè. Cô thầy nữ ơi, cô sống không thả thiệt, cô đừng nhát tôi. Cô đi đầu thai làm việc khác đi, đừng có đi theo phá tôi như vậy, phá tôi hoài tội nghiệp tôi. Cô lúc sống thì tôi cũng tốt với cô lắm mà, đúng không? Thì lúc chết cô cũng phải phù hộ độ trì cho tôi chứ. Chứ cô làm vậy thì làm sao tôi làm ăn được? Nghe cô ha, làm ơn đi siêu thoát đi. Ngươi chạy đằng trời cũng không thoát. Chạy đi. Ngươi cầm gì đó? Dạ đồ. Đưa ta xem. Đưa cho ta xem. Đưa đi. Bẩm đại nhân, số vàng này giống như là... Dạ hắn về. Dạ, tha cho tiểu nhân đi. Dạ, tha tiểu nhân đi. Dậy lên. Tiểu nhân không có tội, tha cho tiểu nhân đi. Đại nhân ơi, khoan cho tôi mà đại nhân. Tại sao ngươi lại bỏ trốn? Có phải ngươi sợ bị bại lộ Chuyện ngươi giết thệ nữ để cướp vàng có đúng không? Dạ không đại nhân ơi. Đại nhân ơi, tôi không có giết người. Tôi không có giết người mà đại nhân. Ngoan cố hả? Đánh. Ngoan tôi lắm mà đại nhân. Vàng ở trong người của ngươi cùng loại vàng với trong người của thầy nữ. Ngươi đã giết thầy nữ thì chiếm đoạt số vàng này có đúng không? Dạ không đại nhân. Đại nhân ơi, tôi không có giết người. Vàng là do thầy nữ đưa cho tôi. Quan cho tôi thiệt mà đại nhân. Tôi không có giết người. Đại nhân ơi, người đúng là ngoan cố. Ta đánh ngươi như vậy mà ngươi vẫn cứng đầu không chịu khai hả? Đánh tiếp cho ta. Đại nhân ơi. Thôi rồi, tôi nhận tội rồi nè. Được rồi. Bây giờ ngươi mới chịu nhận tội hả? Được lắm. Ta sẽ đi báo với đại nhân. Đi. Đại nhân. Trần Thanh. Con. Mẹ. Mẹ. Sao mẹ vào đây? Con. Dùng bằng. Sao dẫn mẹ ta vào đây? Trần Thanh, con không có giết người, sao lại nhận con là hung thủ? Con muốn mẹ già đe già khóc măng non sao? Đúng rồi đó Trần Thanh, huynh không có làm, cớ chi là nhận tội chứ. Thật chất ra lão Sanh mới là người gấp lửa bỏ tay người. Huynh nói đi, có phải ai đó dùng quyền hành ép huynh nhận tội đúng không? Huynh không có tội, không có gì phải sợ hết. Nhưng mà đưa mẹ ta về đi. Không, mẹ không về đâu. Kìa, con muốn thì mẹ chết tại đây cho con vừa lòng. Kìa bá mẫu. Con ơi, nếu con có bề gì thì mẹ sống sao nổi đây Trần Thanh ơi. Bá mẫu, bình tĩnh lên đi bá mẫu. Mẹ. Kìa huynh. Kìa con. Con làm gì vậy Trần Thanh? Con làm gì vậy? Con bất hiếu, không phụng dưỡng mẹ già. Tại sao con lại mẹ? Con tê sống mẹ sao? Trần Thanh, một ngày này con đền ơn mẹ đã sinh ra con. Con từ tuổi này mà phải để mẹ chịu khổ vì con. Mẹ, con xin mẹ tha tội cho con mẹ. Bá mẫu. Kìa huynh. Bá mẫu. Huynh qua. Kìa con. Con làm ơn giùm bá mẫu. Con nói với nó vài lời giùm bá mẫu đi con. Xin bá mẫu yên tâm, con đến đây cũng vì chuyện này. Tại sao chàng lại làm như vậy? Nếu như cha thiếp là người gây ra tội, phận làm con, sao thiếp có thể vui sống? Nhưng nếu chàng vì thiếp mà càng nhận tội này, chàng nghĩ thiếp cũng có thể vui vẻ mà sống được hay sao chứ? Quỳnh Hoa, nàng. Nếu như cha thiếp là người gây ra tội thì cha sẽ là người nhận tội. Chàng đừng vì thiếp, đừng vì một chút ân tình mà nhận tội này. Chàng nghĩ thiếp có thể vui vẻ sống hết phần đời còn lại mà không ăn năn dây dứt vì đã vô tình đẩy chàng vào tù tội này hay sao chứ? Trần Thanh, chàng hãy nói gì đi chứ. Chàng hãy vì thiếp, vì bá mẫu, chàng hãy suy nghĩ lại đi. Không ai phải chịu tội hết. Dạ đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Trần Thanh. Ta tin là Trần Thanh không phải là hung thủ. Giáo Nguyễn Sanh, cha của tiểu thư, cũng không phải là kẻ giết người, cho nên tiểu thư cũng không cần phải quá lo lắng. Ngài nói thật sao? Ừ. Chắc là ngài đã tìm ra hung thủ rồi. Trần Thanh. Ê, bá mẫu à. Con ơi, mẹ mừng Quỳnh quá. Sắp thoát tội rồi đó huynh. Bá mẫu, con mừng quá. Quỳnh sắp được thoát tội rồi đó. Mẹ. Trần Thanh kìa bảo mẫu. Con. Mẹ. Con khỏe không? Dạ con khỏe. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Dạ đội ơn Quang. Nhờ Quang đã tìm được hung thủ minh oan cho con tôi. Ơn này không sao nó hết bằng lời được ạ. Trần Thanh, bây giờ huynh về tắm gội tẩy trần cho qua những năm xuôi tháng đuổi nha. Vậy đa tạ đại nhân. Dạ. Mình về thôi. Đi mẹ. Về mình đi. Đồ ăn có rồi, mời mọi người dùng. Hôm nay Ngọc Nhi nấu ăn còn ngon hơn mấy bữa nữa. Ngon hơn mấy bữa. Ngọc Nhi à, con bày vẽ kia vậy? Mấy người này á ăn cơm với muối tiêu cũng được mà, phải không? Dạ được, dạ được. Dạ đâu có được mẹ. Quỳnh. Hả? Quỳnh có sai để đi đâu không? Sai gì đâu. Hình như là hai người này đang có vấn đề gì đó thì phải. Mọi người có đi đâu á thì phải ăn xong mới có sức để đi chứ. Đúng rồi đó. Dương Võ, dạ. Ngươi nói đi. Quỳnh nói đi. Cái gì vậy? Hai cái tên này làm gì mà nhìn ta chằm chằm vậy? Muốn cái gì? Hả? Má mẫu. Má mẫu. Nói gì? Má mẫu nấu ăn là vấn đề xưa rồi. Nhớ má mẫu. Rồi ăn này con ăn không có được. Nhà ngươi nói vậy chỉ có ta biết thôi, chứ Ngọc Nhi đâu có biết nhà ngươi nói gì đâu. Ba. Dương Võ à, Minh Hữu nói gì mà ta nghe không rõ. Thật ra là như vậy. Ngọc Nhi Tẩu Tẩu. Mọi người á muốn Ngọc Nhi Tẩu Tẩu đừng có về bếp nấu ăn nữa. Tại vì thấy sức khỏe của Ngọc Nhi không được ổn định, với lại còn phải tham gia vào điều tra án nữa. Nên cái việc mà vào bếp á cứ dành cho bá mẫu. Không sao đâu, Ngọc Nhi sắp xếp được mà. Con à, mẹ thấy mọi người nói cũng phải đó. Thôi để mẹ làm chủ cái bếp lại cho nha. Vậy đi. Hay á. Mẹ ơi, như vậy sẽ vất vả lắm đó mẹ. Được mà. Không sao. Như vậy là hai chúng ta trở về trang sách cũ rồi. Nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Nhưng mà Minh Hữu với Dương Võ sẽ không thích đâu. Dạ thích. Dạ. Chứ để Ngọc Nhi vừa lo bếp núc mà vừa lo chuyện khám nghiệm tử thi nữa thì thật là cực cho đại tẩu quá. Vậy thì hôm nay ta ăn bữa cơm này là bữa cuối Ngọc Nhi nấu. Ngày mai ta sẽ nấu cho mọi người ăn nha. Dạ. Dương Võ à, như vậy là chúng ta đã chắc chắn trở về trang sách cũ rồi. Dạ không, dạ Ngọc Nhi và bá mẫu đều nấu ăn ngon như nhau. Thôi ăn đi. Dạ. Để Minh Hữu ăn cái giò heo này cái đã. Ngon. Bá mẫu. Để ta được rồi. Dạ bá mẫu ăn đi. Ông ơi, ông mau về chung vui với cả nhà. Con mình được minh oan rồi. Thiệt là đại phước gặp được quan tốt. Chứ không con mình nó bị kết án giết người, chắc là tôi không thể nào sống nổi đâu ông ơi. Chắc tôi chết theo nó quá. Mẹ, cây ngay không sợ chết đứng. Tất cả đều là nhờ vào phước đức của mẹ, nên chuyện dữ quá lành. Con trai yêu quý của mẹ. Trần Thanh ơi. Dạ, con chào bá mẫu. Con. Dương Bằng. Chào huynh. Ủa, đây là huynh mang. Cái này là để mừng cho huynh. Mừng cho huynh được giải quan, cho nên tôi mua bữa ít rượu với thịt tới đây để đãi tiệc cho huynh đó. Thôi. Ăn thì được, chứ uống thì từ đây về sau tôi tận tới già. Sao vậy? Huynh có nhớ đêm hôm đó uống có mấy chung thôi mà mờ cả mắt không nhận ra gì hết. Đa tạ thịnh tình của huynh, nhưng tôi không uống rượu nữa đâu. Con nghĩ vậy là đúng đó. Bây giờ mẹ chỉ thương cho Quỳnh Hoa. Sau những chuyện xui rủi xảy ra chắc là nó buồn lắm. Thiệt là khó xử. Bá mẫu, sao bá mẫu lại nói như vậy? Trần Thanh bây giờ đã vô tội rồi. Giờ huynh ấy vẫn đủ tư cách để sánh duyên cùng với tiểu thư mà. Đúng không bá mẫu? Duyên tôi với Quỳnh Hoa em không thể nói lại được. Mọi chuyện dở lỡ như vậy chẳng hay ho gì. Mà thôi, hôm nay là ngày vui, quên uống nước đi, đừng nhắc chuyện buồn nữa. À, tôi quên khuấy đi mất. Nghe nói cái tên Út làm công là nhân tình của thị nữ, đã ra tay giết cô ta và đoạt số vàng đúng không? Đúng vậy. Y để nhận tội. Quả ra đêm đó thị nữ có hẹn với hắn để giấm vú ít vàng. Có lẽ hắn thấy cô ấy mang theo số vàng quá lớn nên nổi lòng tham, ra tay sát hại. Trời ơi, lòng tham làm con người ta mờ mắt, quên hết nghĩa nhân. Đúng là quá tham lam mà. Thôi, vụ án như vậy coi như đã kết thúc rồi. Làng mình bây giờ á cũng đã yên ổn bình an rồi. Còn tôi á thì chắc sáng mai con phải đi xa rồi bá mẫu à. Ủa, Quỳnh đi đâu? Hôm giờ không có tôi ở nhà. Quỳnh săn sóc cho thân mẫu, tôi còn chưa kịp đền ơn Quỳnh nữa. Thôi ơn nghĩa cái gì? Tôi học hành thì lỡ dở, này có mối làm ăn xa, cũng quyết tu chí, thử thời vận của mình xem sao. Nhưng mà tôi hứa rảnh việc tôi sẽ về thăm huynh và bá mẫu. Làm trai có chí vậy là tốt. Chúc con lên đường thuận buồm xuôi gió. Và đã tạ bá mẫu. Hay. Còn phần tôi sẽ tiếp tục vui bài kinh sử. Hai ta tôi đi hai hướng, nhưng mãi mãi là bạn tốt của nhau. Nhất định như vậy rồi. Nguyễn Bằng, hai ta chờ người từ sáng tới giờ đó. Sư huynh, chắc là hắn chia tay chia chân bệnh định lưu luyến gì đó mà. Sao đổ mồ hôi vậy? Nhưng mà tìm ta có chuyện gì không? Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu. Trần đại nhân muốn mời ngươi tới huyện đường để uống ly trà, ăn cái bánh tiêu vậy thôi. Tới huyện đường hả? Mời. Chú Võ, coi chừng. Tính phi tàn chứng cứ hả? Tàn chứng cứ hả? Không có dễ. Chú Võ, bắt hắn. Đi. Đi lên. Sao? Vô. Xuống. Tiểu nhân xin khấu kiến đại nhân. Dạ, bẩm đại nhân. Đây là tai nạn của Nhược Bằng. Khi hắn ta bị bắt, hắn ta đã tìm cách phi tan tai nạn này. Cũng may là Dương Võ nhanh tay. Khi kiểm tra tai nạn, Dương Võ đã phát hiện được trong tai nạn có 100 lạng vàng. Ở đâu ngươi có số vàng này? Dạ, bẩm đại nhân. Số vàng này tiểu nhân vô tình nhặt được, không biết của ai ạ. Đúng 100 lượng vàng mà thể nữ đi giao trong đêm. Nhượng Bằng, ta đã biết tất cả, cho nên ta đã giăng lưới chờ ngươi nộp mạng cùng với tang vật. Ngươi muốn sống, muốn tốt thì hãy mau khai tất cả cho ta nghe. Dạ, thưa đại nhân, tiểu nhân không biết gì cả. Do tiểu nhân thấy số vàng quá lớn rồi nảy sinh lòng tham. Xin đại nhân minh xét. Thưa đại nhân, thiếp đã soi dấu chân tại hiện trường, cả Trần Thanh và tên Út đều không hợp. Dương Võ, Nhược Bằng, đưa chân ra cho ta kiểm tra. Để chân vô. Trời ơi, chân đúng rồi kìa. Vậy là hắn lắm. Rồi. Dạ thưa đại nhân, rất là trùng khớp. Dấu vết của bàn tay để lại trên cổ của nạn nhân cũng rất lạ. Trong đó hầu như không thấy lực của ngón tay cái. Thưa đại nhân, theo thiếp tìm hiểu qua những người thân cận của Nhuận Bằng ngày xưa, trong một lần té ngã thì ngón cái trên bàn tay của y đã bị tổn thương, không co duỗi bình thường được. Dương Võ. Dạ. Ngón tay hắn. Dạ. Dương Bằng, xe tay ra cho ta kiểm tra. Dạ bẩm đại nhân, trong hai bàn tay của hắn có một con cái không sử dụng được. Đêm hôm đó ngươi không hề say rượu. Đại nhân, ông chủ lò rượu đã có xác nhận với lại Minh Hữu, hắn ta là người có tửu lượng rất khá, uống thêm 3 giò cũng không sao. Chính hắn đã chuốc rượu Trần Thanh, sau đó đến điểm hẹn để giết thị nữ cướp vàng. Nguyễn Bằng, ngươi chính là người biết rõ địa điểm nhận vàng. Do số vàng quá lớn khiến cho lòng tham của ngươi lớn ác cả lý trí, cho nên ngươi đã phạm tội. Ngươi có cần ta kể rõ từng bước âm mưu của ngươi không? Bằng chứng rành rành, còn chưa biết nhận tội sao? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân xin khai thật. Quỳnh Hương hay lắm. Bái phục, bái phục. Nghĩ à? Ủa? À. Ê, không uống hả? Vậy đi. Nè, vậy uống hết nổi rồi. Vậy uống với ta đi. Thôi, không uống nữa đâu. Mới uống có nhiều rồi. Không uống đâu. Không uống nữa. Đó rồi. Để về. Trần công tử, Trần công tử ơi. Sau đó quay về nằm ngủ say bên cạnh Trần Thanh để có chứng cứ ngoại phạm. Tôi chết, chắc trễ giờ rồi. Luận Bằng cũng không kêu mình dậy nữa. Sau khi Quang Trung bắt được gã đàn ông là người tình thể nữ, và tuyên hắn là thủ phạm, nên tôi mới chắc ăn trong bụng, lén đầu số vàng cướp được tính trốn đi xa. Không dè đó là mưu kế của quan huyện Trần Trung giăng lưới khiến tôi sa bẫy. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Giờ mà đưa lối, quỷ dẫn đường, làm cho tiểu nhân mờ mắt, mất cả lương tri. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Ngươi cũng gian ngoa lắm Nguyễn Bằng. Thấy ta đang điều tra, ngươi án minh bất động, đem chôn hết số vàng này đi. Chỉ khi thấy ta cho người tung tin đã kết án tên Úc chính là hung thủ, thì lúc đó ngươi nghĩ mình đã thoát tội, cho nên đã đi đào vàng lên, muốn tẩu thoát, có đúng như vậy không? Tiểu nhân có mắt không trồng, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Thật không ngờ, chính ngươi đã đẩy người bạn nói khố của mình vào vòng quan sai. Rất may, Trần đại nhân đã biết trước được điều này, tương kế tụ kế, để cho ngươi tự động chủ quan, sau đó nộp mạng. Ngươi đâu có biết là tên Úc đã có chứng cứ ngoại phạm ngay đêm hôm đó, khi hắn ở lại nhà tình nhân khác, để mặc thệ nữ đứng đợi. Tiểu nhân sai rồi, xin đại nhân minh xét, xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Giam hắn lại, chờ bản án gửi về triều đình để hoàng thượng phê duyệt, lúc đó ta sẽ xét xử. Còn về Nguyễn Sanh, dạ bẩm đại nhân, dạ bẩm đại nhân, dạ có tiểu nhân đây à. Dạ, xét ngươi cũng có tội khi đã lập mưu hãm hại Trần Thanh, ta phải răn đe để làm gương cho mọi người. Dạ. Hình thức phạt, ngươi phải nộp 100 bao gạo để phát chẩn. Dạ, vậy đa tạ đại nhân, vậy đa tạ đại nhân. Bái đường. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Như vậy là mọi sóng gió đã qua, Châu về hiệp phố. Dạ. Dạ bẩm đại nhân, ngài thật là anh minh à. Ngài thật không là hổ danh, phá án như thần. Dạ tôi thật là xấu hổ vì đã nghi quan cho Trần Thanh. Ta nghe ở trong tù cô đã vì con gái của ta mà nhận tội thay cho lão già này. Ta thật là xấu hổ. Một con người có nghĩa có tình như con mà lại khinh miệt không nhìn tới. Dạ, xin lão gia đừng nói như vậy, khiến cho con cảm thấy áy náy trong lòng. Chẳng hay hôm nay thân mẫu của con đã khỏe chưa? Thưa, đã ổn rồi. Đa tạ lão gia đã hỏi thăm. Trần Thanh, như vậy là mọi chuyện xui xẻo đã qua. Trong cái khó khăn, tôi mới phát hiện ra Trần Thanh là một kẻ hiền lành, lại là một người trọng nghĩa, siêng năng học hành. Chắc chắn sau này đường công danh sự nghiệp của ngươi sẽ rất tốt đẹp. Đa tạ đại nhân đã có lời khuyên. Quỳnh Hoa. Dạ. Quỳnh Hoa, ra đây con. Dạ, cha gọi con. Con hãy mau đa tạ các vị đại nhân ở đây đi. Tiểu nữ chào Trần đại nhân. Dạ thưa đại nhân, tôi có một thỉnh cầu, chẳng hay đại nhân có sẵn lòng không ạ? Có chuyện gì ông cứ nói, nếu thuận ý ta luôn sẵn lòng. Dạ. Chẳng hay Trần đại nhân có thể vì tôi mà làm chủ hôn được không ạ? Chủ hôn? Chủ hôn cho Trần Thanh và con gái của tôi ạ. Bởi vì tôi thấy rằng đây là một cuộc hôn nhân do trời định, khó bề chia rẽ, khó bề thay đổi ạ. Ta sẵn lòng. Hai con mau đa tạ Trần đại nhân đi. Dạ đa tạ Trần đại nhân. Dạ đa tạ lão gia. Tẩu Tẩu. Đa tạ. Hey. giờ mới chính thức kết thúc vụ án. Ta ăn mừng thắng lợi nghe. Dạ, ăn mừng, ăn mừng. Ngọc Nhi nè, ban đầu nàng nói là tử thi có mùi rượu. Ta cứ nghĩ là nàng có sự nhầm lẫn gì đó. Nhưng mà sau đó nàng phân tích cho ta hiểu là kẻ thủ ác khi mà thực hiện hành vi, lúc đó hắn đang bị say rượu. Cho nên ta mới nhớ đến chi tiết là Trần Thanh kể cho ta nghe hắn đã ngồi uống rượu với Nguyễn Bằng. Chính vì vậy mà ta đã dàn cảnh để bắt hắn đó. Thật là đáng tiếc cho Nguyễn Bằng. Thật sự hắn cũng là một người bạn tốt, không ngờ phút chốc lại sa ngã như vậy. Thì đó, nhìn bề ngoài ai mà ngờ được chứ. Bởi vậy ta nói, đừng đánh giá con người qua bề ngoài. Cái ranh giới giữa thiện và ác rất là mong manh, cho nên mình đừng chủ quan là như vậy. Con mời mẹ dùng cơm. Mời đại nhân ăn cơm. Mời ba mẫu ăn cơm. Cơm ngon không? Dạ ngon lắm ạ.